Xin thọ trì tam nghi ngũ giới. Ukasa mayang bang te visum visum rakhanatha yatitra ne na sa sang các chi la ni ya cha ma. Tu ti yam bi mayang bang te visum visum rakhanatha yatitra rak ne na sa sang các chi la ni ya cha ma. Ta ti yam bi mayang bang te visum visum rakhanatha yatitra rak ne na sa sang các chi la ni ya cha mi. Bạch quá đại đức, con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo đi để văn giữ lành, để văn giữ hành theo cho được lợi ích. Bạch quá đại quy và ngũ giới nơi tam bảo đi văn giữ hành theo cho được lợi ích lần thí nghiệm. Bạch quá đại đức, con xin thọ trì tâm quy và ngũ để văn giữ được lợi ích thần thứ ba. Con xin kính mời chú đức cầm nước để truyền giới cho chúng con tân đạo tràng. Nam mô tát sa ba ga tô a ra ha tô sam ma sa. Nam mô tát sa ba ga tô a ra ha tô sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa ba ga tô a ra ha tô sam ma sam bu tát sa. Dạ, con xin nhận mít lại cho sư để sư truyền cho chúng con ạ. Bụt đằng sa năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đằng mong sa năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng khăng sa năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lu ti yam bi Bụt đằng sa năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Lutiyam bi dham mang sa nang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Lutiyam bi sang khang sa nang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi Buddhang sa nang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta tiyam bi dham mang sa nang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta tiyam bi sang khang sa nang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thân sa nang gacchami, con xin thành kính quy, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang sa đây năng các cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn thân sa đây năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tu ti yam đi Bụt thân sa đây năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu ti yam đi tham mang sa đây năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tu ti yam bi sang khang sa re nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi Bụt thân sa re nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi tham mang sa re nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tati yam di sang khang sa re nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sa ra na ca ha nang ni thi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma bằng tê ba na thi ba ta về làm anh đi sẽ khó với năng sâm anh dạ mi, còn xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về làm anh đi sẽ khó với năng sâm anh dạ mi, còn xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp.
kame sumicca charam veramani khap nang samadhyami. Con xin với dự điều học và quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đam về ra mà đi sẽ khó với năng sinh ma dạ mi. Còn xuyên quan như điều học là quy cảnh xa sự nói dối su ra mê ra nhà ma cha pa ma đắc thả nam về ra mà đi sẽ khó với năng sinh ma dạ mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa chỉ dễ uống rượu và các chất say. Panati pata we ramani sikka padam samadhiyami. Còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinnadana we ramani sikka padam samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara we ramani sikka padam samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada we ramani sikka padam samadhiyami. Con xin vâng giữ tránh xa sự nói dối. Surame rajamapchapamadakhana we ramani sikka padam samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý chúng ta sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani ban cha se ka badane sa tu kang ka toa ngap ba ma de na ne cha ka lang samarak tu tap bang chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma ban te Chile na su ka tin yon ti chile na ho ka sam ba da chile na ni pu tin yon ti ta cha ma si lang wi so ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, được giải thoát trong niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Xà thú xà thú xà thú. Bây giờ con đọc tới cái bài kinh là sám hối Phật thực thi thời kỳ tâm duy với sám hối Phật. Con đọc bài kinh thực thi tâm duy. Okay. Con xin chờ con chút để con kiếm một từ. Wandami cheti yang sambang sambang thane su phang tích ti tăng sa ri ri kha da tu ma ha bu thân phúc tha ru phang sát tay lăng sa da. Wandami cheti yang sambang sambang thane su phang tích ti tăng sa ri ri kha da tu ma ha bu thân phúc tha ru phang sát tay lăng sa da. Wandami cheti yang sambang sambang tha ne su phang tích ti tăng sa ri ri kha da tu ma ha bu thân phúc tha ru phang sát tay lăng sa da. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và chim thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề
và chim thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Sáp đề sát ta á về ra hòn tu sư kít ta hòn tu nít đúc ca hòn tu ác cha pháp cha hòn an ni ca hòn tu đi ca du ca hòn tu á gô ga hòn tu sam phát tì hít sam mít chăng tu sư kì ác ta thơ đi ha văn tu đúc ca pháp ca cha nít đúc ca phai giáp pháp ca Janet Paya, so cap pasta, Janet so ca, hong tu sap de pipa nino. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ. Đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy dư mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Sam bu thề ác ta quỳ sanh cha đà đa sanh cha sa hấp sa kê thành ca sa ta sa hấp sa mi nam ma mi si ra sa a hằng tề sanh tham man cha sanh thành cha a đa rê na nam ma mi hằng Namakara nupa we na hantoa sabbe upada ve aneka antara ya vivinasam tu ase sato sambute pancha panya sanjagatu ve sati sahab sake dasatata sahab sa minama mitivasa ahang Tê sang tham man cha sang kham cha a ba ve na nama mi hang Namakara nupa we na hantoa sabbe upada ve aneka antara ya vivinasam tu ase sato sambute na vuntarakate atakata li sasahapsake vi sati satasahapsa minamma misirasa ahang Tê sang tham man cha sang tham cha a ba re na nam ma mi hằng namak kha ra nu pha we na han to sap de upap da ve aneka antara ya divina san tu a se sato con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến chi 12.000 vị chánh biến chi và 500.000 vị chánh biến chi con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến chi ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quay lực các vị chánh biến chi mà những điều rủi ro và sự thai hại thấy điều diệt tận con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến chi 24.000 vị chánh biến chi và 1.000.000 vị chánh biến chi con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến chi ấy do sự lễ bái cúng dường xin mời xin nhờ quay lực các bậc chánh biến chi mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy điều diệt tận con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến chi 48.000 vị chánh biến chi và 2.000.000 vị chánh biến chi con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến chi ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quay lực của các bậc chánh biến chi mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy điều diệt tận sám hối Phật. Úc ta mằng về na hoành đề hằng thà đa phần sùm qua rốt ta mằng bút thô tha cho lý tô tặng khô bút thô tha ma tu tăng ma mằng con đem hết lòng làm lễ di trần dưới chân Đức Phật. Nếu con có gì phạm lỗi đến Phật bảo, cứ xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang về na hoành đề hằng thầm mạnh cha đúc quy thằng quá rằng thầm mê vô ca li tô đô tô thầm mô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai hạng pháp bảo lập và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứ xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Úc ta mang về na hoành đề hằng sẵn thằng cha đốc quy thổ ta mang
thằng khô vô kali thằng thằng thề vô kali tô đô tô thằng khô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm tăng và Thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dân kinh cú sa la kham năng các tâm bằng chi đi dân ma ma sa về na hoa cha ma na sa ti đa se su gat tăng ca tăng về sắc ta san ni nhô ác chi về ca sắc ta a san ni nhô ca tăng phùng na kha lăng mây hàm sắc đề tha di tha hoàng tu tề về tăng ca tăng tu vi đinh tăng đinh năng phùng na kha lăng mây ya về ca thác ca na già năng ti đề qua gần to ni quê đa dùng sắp đề lô thầm hi về sắc ta chiều quăng ta ha rất hề trúc ha mà nhung nhằn bồ cha năng sắp đề la băng tu ma ma xê ta xa ti. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến xa gần hiện tiền quá vãng thập thần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo thiền giúp cho thấy điều hưởng vị cam lồ đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm quân bồi phúc huệ tròn duyên đạo màu. Con xin mời sư chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ ngài Liễu Tông. Hôm nay Thích Kim lần đầu tiên lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới. Thời gian thì cũng vừa phải lẽ. Như vậy thì bây giờ Thích Kim thỉnh pháp sư luôn hả? Hồi hướng đã xong rồi cùng phúc chúc cái gì nữa. Rồi bây giờ Thích Kim quan hỷ ha, thỉnh pháp sư luôn. Ngài Liệu Tông đã đến với pháp hội rồi. Alo. Xin rồi xin mời Sĩ Kim ha. Ê quang sa hầm pháp ti râm ma pha va quanh tăng ác cha chắc có tùng hì pha quê na tăng phúc thô ca lung nê na ti hoa sa gia tăng hà vúc tha gia pha đề na mi gia đa văn ta cô gia tô thằng cháu gấp già đã vô này về a măng tha về si tham ma tô ta tô pháp bù ti sam bù thô a nu na tham ma đề sa năng ma ca quát sa ni đề se si sắc ta năng a ta si ta thăng tê na sa tu ai vô bằng tê đề se tu tham ma đề sa năng sáp ba di tha ca li sa ya lúc tham thăng si tha ta quê. Phạm Thiên, Phạm Thiên, thành kính khẩn hoảng, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang, thiết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Triệu Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tư vẹn toàn. Con xin nhường bích lại cho sư Liễu Tông, xin mời sư Liễu Tông cầm bích để trả lời những câu hỏi của quý vị trong đạo tràng. Con xin mời sư Liễu Tông ạ.
Nam mô Tát xa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bú Tát xa Nam mô Tát xa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bú Tát xa Nam mô Tát xa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bú Tát xa Nam mô Bất Tha Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Cha Cần Sinh Nam Của Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bất Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Thầy á. Kinh Bạch Ngài Lưu Tông. Thường thường thì ngày thứ nhật, Xích Nhật Quỳnh sẽ là thị giả, sẽ lễ bái tam bảo tòa trì quy giới. Nhưng mà hôm nay thì Xích Nhật Quỳnh đã xuất gia tu nữ với cái pháp danh là Như Pháp. Và cô tu nữ Như Pháp vì công việc bận rộn trong vấn đề tu tập không đến với đạo tràng được, mong ngài cũng thông cảm. Và hôm nay Sích Kim lần đầu tiên lễ bái tam bảo thọ trì quy giới và thỉnh pháp sư thì cũng có những cái lộng cộng, tức là cũng chưa có thuần thục. Đáng lẽ ra thì Sích Kim lễ bái tam bảo thọ trì quy giới thỉnh pháp sư, Sích Kim là thị giả cho ngài ngày hôm nay. Những câu hỏi sẽ đọc lên những câu hỏi của đạo tràng để ngài giải thích, nhưng mà mong đạo tràng cũng thông cảm. Sích Kim cũng mới, và chúng tôi mong rằng trong đạo tràng vị nào mạnh dạn đưa tay để làm thị giả cho ngài Liệu Tông. Quý vị nếu mà bận rộn thì có thể đưa lên những câu hỏi, hoặc là trực tiếp, hoặc là quý vị có thể gián tiếp tích chát lên đạo tràng. Bởi vì một ngày mà chúng ta gặp được ngài Liệu Tông cũng khó lắm. Và trong sự tu tập của chúng ta, cải chánh tri kiến là một điều rất quan trọng. Khi mà chúng ta học mà còn nhiều cái sự nghi ngờ không giải tỏa được thì bảo đảm chúng ta sẽ đi sai thôi. Và được ngài đến với đạo tràng, đây là một cái phước duyên của quý vị. Vậy thì quý vị nào mạnh dạn đưa tay làm giả cho ngài, hoặc là quý vị mạnh dạn đưa lên những câu hỏi để đạo tràng của chúng ta coi như được ngài giải thích, học hỏi thêm. Alo, chị Kim làm thị giả được không? Hay là Sít Mê Ta, Sít Thanh Thủy, trong đạo tràng của chúng ta còn rất nhiều. Hay là Huỳnh Thính Pháp nè, Sít Nguyên Tịnh nè, Sít Duyên, Sít Pháp Nguồn, Huỳnh Giang Nhật Hà, Huỳnh Trọn Đời Học Pháp. Trọn đời học Pháp, học phải hỏi chứ. Sít Kim bận rồi, bây giờ xin mời bàn tay của quý vị cứ mạnh dạn đưa tay lên hỏi. Alo, Sĩ Kim bận rồi, bây giờ vì nào đây cứ mạnh dạn đưa tay lên đi. Đừng để thời gian trôi qua. Sĩ Pháp Nguồn nói rằng ít kinh nghiệm thì cứ đưa tay lên rồi từ từ kinh nghiệm đến thôi. Chúng ta không thể từ trên trời rớt xuống, chúng ta phải bắt đầu từ con số 0. Rồi, thôi mời Sư Pháp Nguồn đi. Thắc mắc gì thì cứ đưa tay lên hỏi, mình dạng lên. Alo, alo. Đừng để thời gian trôi qua. Rồi, mời bàn tay của quý vị cứ mạnh dạn đi, đừng có ngại hết. Ngài Liệu Tông rất là từ bi, có tâm tế độ. Thì quý vị cứ mạnh dạn mà hỏi.
Alo, không thấy bàn tay nào hết vậy? Kinh nghiệm, mời Chích Mê Ta đi. Chích Mê Ta, xa tuổi sư quen tịnh giơ tay rồi, xin mời. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Quán Công, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con bạch Ngài, có một con xin phép hỏi về thiền. Con biết là Ngài hỏi về thiền thì con không phải hỏi về cách tu tập mà về thiền, mà con có quen với có một cái người bạn đó thì hỏi con như vậy. Cô ta không phải là ngồi thiền về tứ niệm xứ, mà cô ta hỏi con là ngồi thiền có thấy gì không. Chứ cô ta ngồi thiền thì khi cô ta hướng tâm về cái gì đó thì cô ta sẽ gặp cái đó, và khi mà đang đi trong cái rừng thì cô ta cảm thấy hơi sợ và quay trở về. Thì con kính thỉnh Ngài giảng dạy thiền trong Phật giáo thiền thế nào thì cho đúng. Con kính thỉnh Ngài giảng dạy để bạn con có thể có đủ cơ hội để nghe và hiểu rõ về thiền của Phật giáo. Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tổng hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, không có chuyện thiền đó, thì không phải là chuyện dễ hay là chuyện giỡn chơi đâu. Mình là cái người sơ cơ thì phải tìm cái vị thiền sư có kinh nghiệm để họ hướng dẫn mình. Chứ mình không thể mà nghe ai nói gì đó hoặc đọc sách rồi cái mình ngồi thấy gì cái mình lên mình muốn cái vị sư nào đó giải thích cho mình. Cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái gì mà muốn giải thích những cái điều mà thắc mắc của cái vị hành giả đó, ít nhất cái vị đó phải có kinh nghiệm về pháp hành của cái hành giả đó, chứ không phải muốn nói sao cũng được. Vì nên nhớ dừng đó. Thành ra chúng tôi sẽ không có trả lời những cái câu hỏi liên quan tới thiền, bởi vì không khéo sẽ giúp cho quý vị trở thành người có tà kiến còn đau khổ hơn nhiều. Nói gì đó nên kiếm gì thiền sư thứ thiệt đi. Đừng có đầu tư cái đời sống của mình vô cái điều rất là nguy hiểm. Không có nên. Kính thưa quý vị, trong đạo tràng ngày tuần rồi, có lẽ quý vị cũng biết rồi, chúng tôi xin nhắc lại là có một cái vị Phật giáo Nguyên Thủy mất một cái vị rất đáng kính, đó là Ngài Tam Tạng Pháp Sư thứ 12 ở Miến Điện. Bây giờ vẫn còn những cái hạng Tam Tạng Pháp Sư vậy. Thì ở Miến Điện bắt đầu từ năm 1948 khởi động lại cái vấn đề tu học để thuộc cái bộ Tam Tạng của Miến Điện. Thì từ đó cho tới từ năm 48 cho tới bây giờ có tổng cộng là 13 vị tất cả. Nhưng bốn vị đã qua đời. Thì hiện nay còn 9 vị. Cái vị mà vừa mất tuần rồi đó, tức là Ngài Tam Tạng thứ hai mất đó, thì bây giờ Miến Điện chỉ còn có 8 vị thuộc lòng Tam Tạng mà thôi. Mình nếu quý vị rảnh có để một phút để thử nhớ tới cái bậc mà ông Tam Tạng mà ra đi, có lẽ là cái điều rất là mất mát lớn cho hàng cư sĩ của chúng ta. Bởi vị đó năm nay mới có 50 mấy tuổi thôi và đã qua đời vì ung thư máu. Họ đem về Miến Điện rồi chắc là bữa nay cũng xong xuôi hết rồi.
Nói gì là chưa biết, chúng tôi xin nhắc để biết về có còn người nào ở Việt Nam mà chắc biết ngày đó. Ngày tới Việt Nam cũng 2-3 lần rồi. Thành ra cũng để một giây phút để tự nhớ tới cái cội nguồn của cái vị đó. Nam mô Bích Thầy á. Rồi quý vị nào có thắc mắc gì thì cứ chat lên, chúng tôi sẽ đọc dùng, trả lời dùng cho Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Thầy, Nam mô Sơn Thầy, và con xin bảnh lễ Ngài Lữ Tông Sư Trí Đức và Chư Tôn Đức. Con xin chào mọi người trong đại tràng. Dạ, bà Sư, tuần vừa rồi tụi con học thì có Ngài có lên một đề tài là về chữ Như Pháp của pháp danh của cô cô tu nữ Như Pháp, nhưng mà có tụi con còn thắc mắc và cũng còn chưa có hiểu rõ về cái về chữ Như Pháp đó. Ngài xin Ngài giảng giải thêm cho tụi con về Như Pháp ạ. Con xin xuống mic Như Pháp ạ. Con xin xuống mic ạ. Con xin ra mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Muốn biết cái nghĩa nó thì hỏi cái vị đặt cho cái người thù cái đó cái nghĩa là gì, chứ còn quý vị hỏi người khác thì không có chắc gì nó đúng cái nghĩa của cái chữ đó cả. Bali nó có rất nhiều nghĩa, mà mỗi một nghĩa của nó là tùy theo cái vị mà thầy đó người ta đặt cho cái người tu đó ha. Chứ còn mình nói mình cái dựa vào Bali rồi mình dịch cái nghĩa nó rất là sai. Thường thường đó là chư tăng theo các nước từ Phật giáo truyền thống thì họ có tên Bali là họ giữ nguyên tên Bali cho họ mới dịch. Ví dụ như tên chúng tôi khi xưa chúng tôi tu với Ngài Bạc Nám, bây giờ Bạc Ngài mới mất, Ngài cho cái tên chúng tôi là Chitta Nanda. Tại sớm nhờ cái dịch là Tiệt Tà là tâm, Nanda là sự an lạc, cái Tiệt Tà Nanda là tâm lạc, cái sự an lạc tâm, cái chuyện đó là tào lao nhất đó, thưa quý vị. Chúng tôi có hỏi cái vị mà tụng tinh ngôn cho chúng tôi đó, cái nghĩa của chữ Chitta Nanda có nghĩa là gì, thì họ dịch cái chữ Chitta đây có nghĩa là đỉnh. Tại sao gọi là đỉnh? Ví dụ nghe quý vị nghe nói là tam học giới định tuệ đó, thì giới là gì? À thí sĩ lá, đỉnh là à thí Chitta đó, rồi à thí Ban Nha tức là giới định tuệ. Thì chữ Chitta đây có nghĩa là nên làm đâu có nghĩa là định, nó là người có sự an lạc trong pháp thiền đó. Còn quý vị muốn tóm tắt cái chữ gì là chữ đó, chứ không phải là mình thấy cái tên đó cái mình nói hỏi tên gì, hỏi cái người mà đặt cho cái pháp danh đó cho cái vị đó thì cái vị cái nghĩa nó chắc hơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn cô Meta. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có cái câu hỏi như thế này là, thì bây giờ cũng còn những cái ngày đầu năm đó, thưa sư, thì thường đầu năm thì thường Phật tử tôi hay đi chùa hoặc là làm những việc bố thí, và con được nghe nói là về xả tài. Thì cái ý nghĩa và cái sự lợi lạc của cái việc xả tài là thế nào thưa sư? Sư có thể giảng dùm cho con cái chữ là xả tài và cái ý nghĩa của nó à? Con xin dâng mic đến sư ạ.
Nam mô Bố Thà Gia kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó chữ bố thí hay là chữ xả tài đó nó hai chữ từ gốc có cái nguồn gốc từ hai chữ Bali khác nhau. Chữ thứ nhất là cha khá, chữ thứ hai là đa ná. Thành ra thường thường nó chữ đa ná mình dịch là bố thí, nhưng mà người ta phân biệt ra, thí dụ mình dâng tới cái người lớn người ấy thì dịch làm người lại cái gì khác, chứ không dịch bố thí. Bố thí là chỉ cho người mà bằng mình và thấp hơn mình, mấy cái đó là mấy cái chuyện giải thích nó không có đúng theo lại. Cái chuyện xả tài đó là khi nào cái sự cho của mình á, mình hướng tới một cái điều cao cả đó, thì cái đó dịch là xả tài. Nhưng mà thí dụ mình hướng tới cái điều không cao cả là như thế nào? Thí dụ mình bố thí để mình kiếp này mình cực khổ quá, mình bố thí nhưng nguyện được có một cái điều gì đó trong một vài kiếp sau, thì cái đó nó họ dịch là bố thí, hay là cho ra, chứ họ không dịch xả tài. Nó là tùy theo cái cách cho của mình đó. Thành ra có những cái cách cho nó đi cái quả nó rất là lớn, có những cách cho cái quả nó không có lớn, là tùy theo. Thành ra người ta mới phân biệt những cái điều kiện vậy đó, để cái dịch là xả tài hay là bố thí cha khá hay là đà ná, thì tùy theo một số cái điều kiện mà mình làm thì cái đó được gọi là xả tài hay là cái gói đó được gọi là bố thí. Thành ra đó là những cái chuyện mà mình nên tìm hiểu để mình học hỏi cho nó rõ ràng trong những cái sách để ví dụ như cái quyển, một quyển mà có đề cập nhiều tới là quyển Tìm Hiểu Phước Bố Thí của Ngài Hồng Pháp. Tôi đi đọc quý vị thấy nó có một số cái điều kiện vậy, để cho khi mình làm để cái phước nó nhiều hơn. Chứ còn nếu không thì rất là đôi khi cái phước mình cho nhiều mà nhận lại không có nhiều. Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú. Dạ, con xin cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, con thì con cũng có những cái người bạn á, nhiều khi mình làm bố thí á, thì có người người ta nói là bây giờ người ta không có bố thí tùm lum khắp nơi nữa, qua những cái phương tiện người này người kia rồi hội đoàn này nọ nữa, mà người ta tự làm đúng nơi đúng chỗ, thì như vậy là có tốt không sư, và có được gọi là hợp trí không thưa sư? Dạ, con xin sư giảng dùm cho con điểm này ạ. Con xin dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư vị. Khi mình cho ra cái gì mà mình làm với tận tay của mình thì cái đó, cái phước nó có nhiều năng lực nó cho quả hơn. Thành ra cái cách bố thí của bậc chân nhân đó thường thường là cho tận tay, đưa cho dân tận tay, chứ không có cái dụ như mình gửi rồi này kia. Nhiều khi mình ở ngoài này mình nghe trong nước có gì hay mình hay gửi cái đó, thì thường thường đó cái việc mà cho đó, cho ra đó, nó dựa vào bốn chuyện, tức là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm, thời gian rất là lâu. Thì thường thường đó cái chuyện mà mình gửi đi đó thì mình cái phước đó nó tới trước khi làm, nhưng mà trong khi làm, sau khi làm chưa chắc là nó còn ở trong đầu của mình. Bởi vì cái ngày của cái người mà đem mình gửi đem đưa nó khác, có thể nó là ví dụ như ở Mỹ gửi đi, và khi mà gửi cho người, cái người nhận mình đó nhiều khi nó nhận đó là ở đây nữa, khi mình ngủ không có đâu, thì cái tác ý mà trong khi làm mình đâu có nữa, thấy không đó. Thành ra tại vì mình không có những cái điều kiện, thành ra mình phải làm, nhưng mà những cái liên quan tới cái chi pháp liên quan tới cái đó đó nhiều khi nó không có. Còn nếu mà mình có ở gần cái đó, mình đem tới mình dân tận tay thì cái đó là nó đủ điều kiện. Thành ra để cho nó có đầy đủ bốn điều kiện để chúng tôi mới khuyên quý vị đó, trước khi làm nó làm, sau khi làm là có rồi. Thì làm xong rồi tối đó hay là hàng ngày, sau ngày ra quý vị đem cái hành động cho mình ra để mình niệm thí, cái đó là sau khi làm thời gian, tức là mình đủ bốn cái điều kiện đó để cho cái phước báo nó có rất nhiều năng lực, nó cho quả. Còn chứ nếu không mình cho lần, nhiều khi cái đời mình không nhớ thì nó đâu có nhiều năng lực đâu, thấy không đó. Thành ra làm thế nào để nó có nhiều năng lực vậy đó, tại vì mỗi lần mình nghĩ tới nó đó
hay là mình dùng nó để niệm tí đó, lúc đó cái tâm mình là tâm thiện. Chẳng những mình giúp cái tâm, cái thiện tâm đó nó là một cái năng lực giúp cho cái quả, cái hành động mình làm trước đó đó, nó có mang, nó có nhiều năng lực đem lên, thì cái quả nó có nhiều, nó có năng lực đó. Thành ra thường thường đó, cái mà bố thí, bàn tay bố thí đúng đúng thời đúng lúc đúng nẹo đó, nó giúp cho cái người đó có khi được nhận cái quả rất là, nghĩa là tốt lành hơn, nghĩa là có năng lực hơn là cái cách mà mình gửi đi hay gì gì. Dù rằng mình gửi đi hay mình làm cái gì đó, nó cũng có cái quả đó, nhưng nhiều khi cái quả đó nó không có đầy đủ, có thể bị khuyết hoặc là ít năng lực hơn là mình thấy mình làm việc đó tận tay mình. Nam mô Phật Thầy nhé. Dạ, sa thú, dạ con xin tri ân sư. Dạ, thưa sư, thường thì con cũng có nghe quý sư dạy là trong kinh nói là mình không có nên chểnh mảng trong cái việc mà tạo phước á. Thì khi mà thường mà có cái sự sơ phát tâm nó mạnh mẽ lắm á, thì về sau nó cũng có những cái lúc không có được mạnh mẽ như vậy, thì làm sao mà mình có thể giữ được cái sự mạnh mẽ của cái sơ phát tâm ban đầu có ngoài được, thưa sư? Sư có thể chỉ dẫn có cái phương cách nào để cho tụi con giữ được cái sự sơ phát tâm mạnh mẽ đó không, thưa sư? Dạ con xin dâng mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó là mình phải tập để cho thành thói quen. Bởi vì mình chỉ cần sơ hở là cái ác pháp nó vô liền. Mình nhớ vậy đó. Chúng tôi nói hoài đó, mình có 12 anh bạn xấu với 8 anh bạn tốt. Mình muốn cho là làm liền, chứ còn không làm đó cái ác pháp nó vô liền. Thí dụ như mình bình thường mình dễ bị lắm là sao, thí dụ mình gặp người ở ngoài ngồi được, mình tính cho cái mà mình không làm, mình đứng mình chần chờ chút là cái bất thiện pháp nó chung vào ở trong đầu mình là nó nhồi lên liền. Nó thôi cho làm gì, cha này nó có tiền là nó uống rượu, mình làm sao biết người ta là lấy lại nhiều không? Chứ thứ hết là mình chẳng đoán là uống rượu rồi sao, thấy không? Cái gì đó. Rồi nếu mình cho mà mình cho không có, mình không có cái sự luyện tập của mình đầy đủ đúng mức, sau khi mình cho rồi mình về mình nghĩ lại mình có thể mình tiếc không chừng. Tại vì mình cho đó mà không phải là cái tâm mình ở trong cái việc cho, và nó cũng không ở trong cái điều mình đang làm, mà cái đối tượng với cái ấy lúc đó là cái dáng điệu, cái cách thức của người đó. Ví dụ như mình lại mình thấy nhiều khi ông ngồi ngoài nắng cả buổi để ông chờ ông xin mặt mà ông đổi gai, cái mình nhìn vô cái nói à, cho này cho nhiều, cho uống rượu cho ít lại, thấy không? Cái tâm mình nó không ở trong cái điều kiện mình đang làm. Nên nhớ khi cho trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm là cái đối tượng là chỉ là một mà thôi, chứ đừng có để nó đi ra ngoài cái đó. Chỉ đi ra ngoài cái đó là nó mất năng lực liền. Cái đó là phải tự tập lấy, chứ không ai mà chỉ cách chỉ gì có thể làm được đó. Bởi vì cái đó nó phát sinh từ trong cái não của quý vị, chứ không phải là phát sinh do điều kiện ở ngoài. Bởi vì cái não của quý vị là cái nơi mà 12 cái anh xấu và 8 cái anh tốt. Hôm đó là nó dành, nghe là nó dành nhau để nó để xài khiến quý vị. Anh nó nhớ chuyện đó. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân là chỉ dạy của sư. Dạ, với lại thường thì đầu năm thì mọi người cũng hay chúc nhau là hạnh phúc. Nhưng mà trong cái bài kinh Hạnh Phúc Kinh thì nó rất là nhiều những cái điều khác nhau, thưa sư. Từ cái việc hiếu thuận cha mẹ, dưỡng dục vợ con, rồi làm những cái nghề nghiệp lương thiện, cho tới bố thí, rồi giúp ích cho quyến thuộc, vân vân. Thì trên tất cả hết thì làm thế nào để mình có được cái sự cái hạnh phúc mà cao thượng nhất trong những cái điều này, thưa sư? Sư có thể chỉ cho tụi con cái cách nào để có được một cái hạnh phúc cao thượng ạ? Dạ con xin dâng mít đến sư ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Muốn có hạnh phúc cao thượng nên cái người đầu tiên mình nghĩ tới là bố với mẹ mà thôi. Thành ra mình muốn làm gì làm phước liên quan tới hai cái người đó, đó là có rất nhiều phước báo. Chứ còn mình nghĩ tới người khác không được. Mình nghĩ tới khác tại vì có những cái điều kiện mình không biết. Ví dụ bây giờ mình có đồ mình muốn cho người đó mà mình không có đủ điều kiện để biết rõ họ nhận, họ có xài không, họ có thiếu tốn những cái gì liên quan tới cái mình sắp cho hay không, cái bản chất của họ như thế nào mình không có biết. Thành ra mình đã được, mình có thể mình làm phước rất nhiều nhưng phước không có nhiều. Còn hai cái người mà ở trong nhà gọi cha mẹ đó, tại sao mình phục vụ hay là mình làm những cái điều thiện pháp tới cái vị đó phước nhiều? Bởi vì hai cái người đó là hai cái người bố thí cho mình một cái mạng sống. Mà muốn mình có được cái mạng sống đây là cho từ hai người đó là tại sao? Họ phải banh da xẻ thịt, mất máu, mất mồ, nhiều khi mất cả mạng để mình có được cái đời sống như hiện nay. Thành ra người đầu tiên mà mình muốn làm phước làm gì phải nghĩ thay người đó. Chứ không thể bỏ qua được, mình nhớ chuyện đó. Thì cái phước nó bao giờ nó cũng nhiều, đầy đủ. Chứ còn mình thường mình đi ra ngoài làm thấy người ta ngó, người ta có vẻ kính phục mình, có mình làm nhiều nhiều rồi sao ngồi về ngồi hối hận cũng kịp. Mình nhớ đó, cái người mà mình cần phải phục vụ nhiều khi phải hy sinh cái mạng sống là hai người đó, hai cái người mà họ đã cho mình cái sự sống đó. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, con có thêm một câu hỏi nữa thôi, rồi con mời bàn tay của anh Chánh Tâm nha. Dạ, con cũng mời luôn quý vị trong đạo tràng có thể đưa tay tiếp nối nhau để đặt câu hỏi với sư. Dạ, thưa sư, trong cái tuần qua tụi con học trong cái lớp mà Pháp Cú Kinh á, cái phẩm ngàn á, thì trong cái giờ thảo luận thì con có nghe được cái câu thơ lại là của về cái truyện Kiều á, là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Thì cái chữ tài ở đây là những cái gì mà mình học được trong cái đời này. Còn cái mệnh là nó giống như là cái định mệnh đó, mà mình đã được sanh ra với nó, là cái người lạc hay là người nhị nhân hay là người tam nhân thì nó đã là như vậy rồi. Thì cái câu hỏi được đặt ra là hàng ngày tụi con giống như mình cứ sống với lại những cái tâm tham sân si, thì làm sao mà mình có cái cách nào để mình giảm thiểu được phiền não trong cái đời này, kiếp này. Dạ, con có thể xin sư chỉ dạy dùm cho con câu hỏi này. Dạ, con xin dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chữ tài chữ mệnh á, chữ tài là gì? Là cái hạt, cái quả mình đang hưởng. Chữ mệnh là cái nghiệp mình đã tạo đó. Thành ra mình phải học để mình hiểu cái quả tốt do cái nghiệp loại nào, quả xấu do nghiệp loại nào. Thành ra cái đời sống hàng ngày mình á, nếu mà cái chữ tài đó mà là nghiệp, là cái quả của nghiệp xấu á, thì mình nên ghi nhớ trong cái đầu của mình. Từ đây tới hãy thấy thiện pháp là quay đầu làm cho đúng mức, đang lương làm gì cũng phải bám theo nó. Còn cái nào là bất thiện pháp là quay đầu bỏ chạy đó. Thì làm như vậy thì từ từ nó mới lên. Chúng tôi nói nhiều lần, nghĩa là trong một cái bốn tích tắc của mình á, nếu mình không có thiện pháp trong đầu mình, nó là pháp liền chứ nó không có đường nào, nó không có nhường cho mình đâu đó. Mà mình hay dễ vui rồi này kia sùng đó là cái cơ hội của ác pháp nó vô. Thành ra cái đó là nghĩa là mình làm gì cũng phải có sự tỉnh thức và luôn nhắc nhở mình. Thiện pháp này mà nếu mà không bám là nó liền ác pháp chung vô liền đó. Mà chúng tôi thường thí dụ là mình bị hai con chó đen chó trắng đủ theo hoài vậy đó. Chó trắng tự trưng cho thiện pháp, chó đen tự trưng ác pháp. Thành ra khi nào cái thiện pháp của mình yếu là chó đen nhào lên nó táp vô mông mình liền. Thành ra cái điều đó là một điều phải luôn luôn là ghi nhận thức trong đầu mình là mình thiện pháp còn chưa đủ, ác pháp ráng cố gắng làm đó. Tại sao mình biết là sống mình là cái ác pháp nó nhiều hơn thiện pháp? Lý do dễ hiểu là ác pháp nó tới 12 chuyện, còn thiện pháp nó chỉ có 8 chuyện.
mà 8 chuyện đó thì khi nó phát sinh với mình, thường thường nó phát sinh 4 chuyện à. Tức là 4 anh bạn ly trí theo mình nhiều hơn 4 anh bạn hợp trí. Còn 12 tà, cái anh ở trên đó, là lúc nào nó bám mình, nó bám chặt ngay chặt cứng à. Cả 12 trên luôn. Nó không thể có đó để mình làm những cái gì cho đời sống mình nó khá hơn. Chứ mình đừng có tưởng là mình ngon, mình ra đường thấy có người khen. Và bảo đảm quý vị, nhìn lại cái tâm mình lúc đó có gì là áp pháp nó nổi lên liền. Chứ không có đời không thể nào thiền pháp được. Bởi vì khi mình được người ta khen là nghĩa là tâm tham tội học tài ly ly tà lại vô chợ lại cắt. Đó, nên nhớ chứ. Thành ra tập từ từ mà phải tập cho nó thuần thục thì sẽ giúp cho mình nhiều. Còn mình mà dễ vui thì nó nuốt mình lúc nào không hay. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa-đu, cảm ơn anh Như Kha. Con trước nhất con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức, sư Quán Không, và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính chào các cô tu nữ, và con xin kính chào cả lớp. Kính thưa sư, con có một câu hỏi, mong sư có thể giải thích cho con không? Là nếu mà những người mà tu tập như Phật tử như chúng con đó, hay là những vị sư đó, những vị sư mà tu tập đó, thì làm thế nào để cái người mà tu tập họ tu thiền, họ để họ có cảm nhận được, họ biết là mình là người nhị nhân hay tam nhân, cái người đó có cảm nhận được, họ biết là họ là người nhị nhân hay tam nhân, và trong chắc kinh điển có cách gì để mình có thể tự mình cảm nhận, cảm chứng là mình là người nhị nhân hay là tam nhân không sư? Vậy tỷ như là mình có thể là tu, nếu mà mình có thể là mình tu được đắc thiền, hay là mình cận chỉ định, hay là mình cảm nhận được, mình biết, thì khi mình biết mình cảm nhận chính mình nghĩ đó, mình có thể biết đó là mình là người nhị nhân hay tam nhân. Sư có biết những cái với sư có kinh nghiệm, sư có thể hướng dẫn và có thể cho con biết về vấn đề đó không thưa sư? Dạ, con xin kính tri ân sư ạ. Con nhường mic cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị, mình không thể nào biết mình là thuộc loại nào. Bởi vì người tam nhân cũng có thể đắc thiền được, cũng có thể không đắc thiền. Theo rằng hạnh cả đời cũng không có thể không đắc, thì làm sao mình biết? Ngoài trừ những cái bậc mà người ta có thà tâm thông rồi, người ta theo dõi mình thì người ta may ra ta biết được. Chứ còn không có cách nào đó. Bởi vì bây giờ bên cạnh nó cũng có những cái trở ngại, mà những cái trở ngại đó đó nhiều khi nó nghiệp trước chứ nó không nằm kiếp này. Ví dụ một cái vị Bồ Tát cái nguyện nguyện chánh đẳng chánh giác, mà cái vị đó đó được thọ ký rồi đi nữa, nhưng mà có hành thiền cách mấy cũng không đậu quả được, thì đó là người tam nhân đó, nhưng mà còn không đắc đậu quả được. Thì không lẽ mình nhìn nói tôi không đắc đậu quả trong cái nạn đắc thiền được, cái này chắc tôi là người như nhân không có đâu. Mình không thể biết được, nó rất là nhiều chuyện, rất là nhiều ghê trong đó. Thành ra cái quan trọng cái mình ráng cố gắng mình cứ tập đi, cho tới khi nào đó mình đắc thiền mình biết mình là người, ví dụ đắc thiền là biết thành thân chỉ thiền nhân để đắc thiền được đó. Mà tam nhân mà thuộc loại mà mình đào tạo điều kiện của mình như thế nào thì có người có thể tam nhân đắc thiền, có người có thể tam nhân không đắc thiền mà cũng không đắc đạo quả gì cả, diễn ra ra rất bình thường. Thành ra mình cái quan trọng mình là cố gắng mình cứ tập, chứ học hỏi kinh điển học này đừng có quan trọng cái chuyện mình tam nhân hay nhị nhân. Bởi vì dầu rằng mình cỡ nào đi nữa mà cái điều kiện mà mình có thể đắc được đạo quả đó, nghĩa là mình phải tạo ba la mật ở trong ngàn đại kiếp. Mà mình tới đây bây giờ mình gặp giáo pháp Đức Phật, mình đọc mà mình không hiểu, mình
hỏi lên hỏi cũng không hiểu rồi. Mấy ông giảng sư ông chỉ cho, nào là về chú giải, nào là sớ giải, mình đọc vô mình cũng chưa hiểu thì đừng có nói gì đó. Bốn nhân còn chưa đắc đừng nói tam nhân gì đó. Nên, thành ra cái chuyện đó đừng có quan trọng, quan trọng đó là mất thời giờ của mình đó. Bây giờ cứ học, cái học của mình đó, của phàm nhân mình nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cái học của con voi mà nghe mấy ông sư trong trọng tụng kinh, cái học của cái người mù mà sờ voi thì mình học kiểu nào đó. Mình học một hai câu mình ngồi mình đón mò đón non đón nó phải vậy phải vậy, đó là học của người sờ voi không nên. Còn học theo cái kiểu của mấy con dơi là sao, nó nghe nó không hiểu đâu, nhưng mà nó biết những cái âm thanh này đó nó phải có cái năng lực gì đó, thành ra nó cứ nó lắng tai nó nghe hoài nghe hoài nên chứ nó không có bài đi đó. Thành ra mình nên tập cái cách để mình có thể mình có được những sự lợi ích trong cái việc học hành. Nên, nhiều khi mình đọc cái mình không hiểu cái mình cứ nghĩ cái này cái nọ, không biết có phải lời Đức Phật này cái đó, không có nên. Bởi vì cái mà lật tâm tạng ra những cái gì trong bộ tâm tạng mà có thì mình coi những cái bài nào mà mình thấy nó có khả năng để dễ hiểu đó, không, mình đừng có đọc liền. Mà mình phải tìm xem có chú giải, có sớ giải gì không liên quan tới bài kinh đó. Học cái đó trước rồi mới học vô bài kinh. Bởi vì những cái bài kinh trong Tam Tạng kinh điển bây giờ Đức Phật không có dạy cho mình. Mình nhớ gì đó. Thế gian này có bốn loại chúng sanh, bốn hạng. Không có tỳ tên nhu, quý bà chị tên nhu. Rồi nay giá rồi bà ra má đó. Thì hai cái hạng đầu tiên đó, bộ tâm tạng này Đức Phật thiết cho những cái hàng đó, thành ra nghe trước sau gì cũng đắc. Còn mình tu hạng thứ ba thứ tư mình cũng muốn giống như hạng hai hàng đó không được, thành ra học đi, học để tạo ba la mật, ít nhất từ kiếp sau gặp ngài Di Lặc ra đời thì mình còn có nhiều cơ hội. Chứ còn nếu không tới đó gặp ngài đó thì ngài nhìn mình ngài cũng cười cười thôi, nó là phí bao nhiêu thời gian đó. Nam mô Phật Thầy nhé. Dạ, con kính tri ân sư. Sư cho con hỏi thêm một câu nữa sư. Thưa sư, nếu mà cái một người á, mà muốn đi tu để xuất gia đó sư, về tu về Nam truyền, thì theo sư đó, với kinh nghiệm của sư đó, cái người tự vì đi tu về Nam truyền, thì với cái người mà ở nước ngoài á sư, thì tự nhiên họ muốn đi tu á, thì theo sư là nên đi những cái chùa ở bên Mỹ về, bên đó có nhiều năm truyền nhiều hơn, hay là cái người đó đi về Miến hay Thái Lan, hay là đi về Việt Nam để tu cho đúng đúng trong chánh pháp với học, để có môi trường để học, vừa học thiền với vừa học pháp. Thì theo sư, với cái người hạnh nguyện ở nước ngoài nếu mà muốn như vậy đó, thì theo sư kinh nghiệm, với sư kinh nghiệm của sư, thì cái người nó nên đến cái chú xứ nào tu tập, sư có thể chỉ cho chúng con, thưa sư. Dạ, con xin xuống mít nhường mít lại cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy. Dạ, kính bạch Địa Tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị, thật sự ra bây giờ đó, với cái kinh nghiệm chúng tôi thì chỉ còn ở Thái với Miến Điện mà thôi. Mấy cái nước khác cũng có, nhưng mà nghĩa là đúng theo kinh điển, kinh sách này kia thì có lẽ là họ không có làm đúng. Bởi vì theo luật, cái người mới tu đó là phải ở với ông thầy tới độ ít nhất 5 năm để học tất cả những cái chuyện mà được ghi trong cái luật tạng đàng hoàng đó. Thành ra có những cái nước vẫn là nguyên thủy, nhưng mà họ không có áp dụng cái đó. Họ chỉ cho người đó tu học một mớ chuyện, giống như học về giới bổn và tiêu mốc này kia thôi, còn những cái khác thì không học. Tại vì có thể là họ thiếu giảng sư, hoặc là có thể có những cái chuyện khác nữa đó. Thành ra mình qua những cái nước đó đó, mình ở thời gian sau rồi mình về thì nó không đúng luật. Bởi vì trong 5 năm mà không học đủ bao nhiêu chuyện đó đó là không được quyền rời thầy tế độ. Nó khó chứ nó không có dễ đó.
Thành ra có nhiều quý vị nếu để xung quanh quý vị có những cái vị đó mới tu một hai năm là đi ra lập chùa này kia dùng cái đó là trật lất hết. Phải ở với thầy tối thiểu 5 năm mà phải học hết bao nhiêu chuyện. Nếu mà chưa học hết những cái chuyện đó mà bỏ thầy tế độ mà đi đó, là tiêu. Không nói thế nào đó. Thành nó muốn chắc chắn thì phải qua những cái nước bây giờ thì vẫn còn giữ những cái truyền thống đó. Đồng ý là mình qua anh bay phải mất thời gian đầu để mình học cái ngôn ngữ của người ta. Nhưng mà nhất còn có những cái lợi lộc cho mình. Chứ còn nếu mà đã có những cái chỗ tới thì rất là dễ dãi. Muốn làm gì làm. Thì qua đó mình muốn học về kinh pháp cú thì cũng dạy vậy vậy thôi. Chứ họ không có theo cái luật lệ được đề, được Đức Phật chế định trong tăng luật. Đó. Học xong về cũng lên mấy cái đài để giảng này giảng nọ. Đồng ý giảng được hiểu. Nhưng mà cái hiểu đó đó vẫn là có những cái điều mà mình chưa hoàn tất theo cái luật mà Đức Phật đặt ra cho cái vị tân tỳ kheo, thì mình vẫn lỗ giống như thường. Bởi vì mình nhận Đức Phật là thầy mà mình không tuân lệnh, tuân lời của ngài là biết là nó không có tốt rồi. Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Còn nếu không thì đi qua đó đừng có tu thiệt, gọi tu dự duyên đó. Vô mấy trường nào mà họ cho đó, mặc đồ trắng cạo đầu rồi thôi, giữ tám giới rồi học. Họ vẫn cho mình tới trường học như đàng học chứ chứ thằng đàng hoàng. Họ cho học nhưng mà mình không có thi để mình trở thành ấy thôi. Thành ra nếu mình học thời gian sau mình thấy có thể mình theo được thì mình xin tu cũng được. Còn nếu không thì học hết những cái điều cần thiết để mình hành là mình về cũng được. Không sao. Nam mô Phật Thầy vậy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin nhường mic cho những người kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ. Dạ, nam mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ hiện diện trong đạo tràng. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, con xe, con nói chuyện âm thanh, sư nghe có rõ không thưa sư? Dạ, thưa sư, dạ con... xin có một câu hỏi, con xin kính sư thầy học về cái mười cái thiện dục giới đó, thưa sư, có cái phần tùy hỷ phước đó, thưa sư, thì con chưa hiểu cái tùy hỷ phước, cái tùy hỷ phước đó nó có được cái quả gì vậy thưa sư? Tại vì có ý là mình vui với cái việc người khác làm phước đó, mình cũng được hưởng quả phước. Mà con suy nghĩ đó, thì người ta với cũng có nhiều, trong gia đình con cũng có nhiều người thắc mắc, nói là người ta làm phước thì người ta bỏ công bỏ của người ta làm, mà mình không làm mình vui theo thì mình được có được cái gì? Giống như người ta bỏ tiền bỏ vật
thực ra người ta làm một ăn ngon á thưa sư, rồi mình không bỏ gì hết, rồi người ta dọn người ta ăn, rồi mình ngồi đó giống như mình ngồi đó mình thấy ngon, nhưng mà mình chỉ ngồi đó mình dòm miệng thôi, chứ mà người ta có kêu ta mời thì mình mới được ăn chứ không thưa sư. Và con kính sư giảng cho con họ hiểu thêm về cái điều này ạ thưa sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý. Mình tùy hỷ phước, mỗi lần mình thấy người đó đang làm một cái việc thiện nào đó. Ví dụ mình vô chùa đi, mình thấy người đó đang quét lá cây, mùa lá cây rụng đang quét rồi đó. Nhưng mà mình đang bận cái gì đó, nhưng mà mình thấy người đó rất là đáng kính, đáng phục, thì mình tùy hỷ với cái hành động của họ. Thì khi mình tùy hỷ cái hành động của họ đó, tức là cái tâm mình đó là thiện pháp, thì cái phước mình được là cái thiện pháp nó phát sanh trong cái tâm của mình. Còn nó cho quả thế nào là tùy theo cái điều kiện mà mình quan hỷ về cái phước của người ta như thế nào. Cái đó là thường đó, mình nghe ai làm thiện thì mình xả thú đó, đó là một cách tùy hỷ phước báo. Nhưng mà cái tùy hỷ đó là rồi cứ tùy theo cái công việc này đó làm thế nào, và cái sự tùy ý của mình, cái tâm mình nghĩ về những cái chuyện đó như thế nào. Ví dụ cái tâm mình là thiện pháp nhiều thì cái quả nó nhiều, còn cái mình nghĩ một cách lơ là thì cái quả nó cũng rất là ít năng lực. Tùy hỷ phước báo là gì, chứ không phải là mình thấy người ta làm gì, người ta ngồi thiền cái mình tùy hỷ với cái pháp thiền hoặc cái mình đặt thiền như nó không có được. Đó, bởi vì cái thiện pháp của mình nó rất là ít năng lực. Khi mình hoàn hỷ với cái việc làm của người ta đó, cái phước báo trong nó phát sinh trong cái não mình đó, nó ít năng lực, chứ nó không có nhiều bằng người đang làm. Đó, tốt nhất là mình nên hạ thủ công phu mình làm, chứ không nên là nghe nói tiểu quá cũng có phước, tối ngày đi vòng vòng coi ai làm phước hay là ai làm gì giúp chùa cái mình xả thú việc làm của họ đây mình có nhiều phước. Cái phước nó rất yếu cho nó không có nhiều năng lực đâu. Đừng có nghĩ thì là cũng có phước, đồng ý cũng có phước, nhưng mà phước nó không có nhiều năng lực. Nhớ phước mà muốn có năng lực đó là nó phải phát sanh đúng thời đúng lúc, do mình cái sự hy sinh, cái thân thể của mình, cái năng lực của mình đang có để mình làm việc đó nó hoàn thành, thì cái phước nó mới nhiều. Chứ còn mình đứng mình thấy người ta làm xong cái mình hoan hỷ với cái điều thiện người ta làm, nhưng mình không muốn phước cho mình nhiều bằng người ta đâu có được, đúng không? Nam mô Bố Thầy. Dạ, dạ xa thú xa thú. Dạ con rất là hoan hỷ. Dạ thưa sư, dạ con kính cảm ơn sư. Dạ thưa sư ơi, còn một lát nữa con sẽ hỏi tiếp. Bây giờ thì hạnh kiểm xin mời quý đạo hữu trong đầu tràng đặt câu hỏi đi, rồi một lát nữa hạnh kiểm sẽ trở lại và hạnh kiểm đến giếng chùa đã đến nơi rồi. Dạ xin nhường mic lại cho đầu tràng. Dạ sa thu sa thu. Kính thưa sư, trong khi chờ đợi những người bạn kế tiếp lên hỏi câu hỏi, con có cái câu hỏi này thưa sư. Trong cái đời này con biết có một vị sư và một vị cư sĩ, họ phát nguyện ra tâm là họ phát nguyện ra tâm là họ nguyện là bậc chánh đẳng giác. Mà thưa sư, khi mà họ phát nguyện ra tâm là một vị bậc chánh đẳng giác, nếu mà họ phát nguyện ra tâm như vậy là cái tâm của họ rất là cứng mạnh về vững chắc. Vậy cái người giống như vậy, tự nhiên là con, thí dụ đi là con hay là những người bạn khác mà biết cái gì đó mà phát ra là nguyện chánh đẳng giác, thì con đến con muốn xin người đó cái gì, mà con muốn vị đó làm những cái gì cho con, hay là con muốn học hỏi gì. Mà nếu mà vị đó không có làm hay không có thử thách nó không được, thì vậy cái nguyện của vị đó là đâu có đúng với cái nguyện mà khi họ phát nguyện ra tâm mà cái người khác mà đến họ xin mà họ còn không làm được, thì vậy chắc có phải là không đúng với lời Phật dạy không thưa sư? Dạ con kính chư ăn sư, xin sư giải thích cho con ạ. Dạ
Nam mô Bố Tha. Dạ kính bạch chư tổ hiện dạ kính thưa chư quý vị, ba la mật nó có 10 loại. Quý vị đánh như chữ ba la mật thì nó có tới 10 loại đó. 10 loại đó đó thì mình trong thời gian mình thử thách, mình muốn làm Bồ Tát để mình đắc đạo quả trong tương lai đó, thì mời cái ba la mật đó mình phải hành. Thì mình hành trong thời gian đầu là mình giữ trong tâm mình, khi nào mà nó có năng lực rồi mình mới nói ra lời. Mà khi nói ra lời rồi đó thì người ta, thí dụ như bố thí thì người ta xin gì thì mình cũng phải cho, nghĩa là có thể một phần thân thể cũng phải cho. Bởi vì đó là mình tạo phước báo bậc trung rồi, mình từ chối không có được. Nhưng mà mười chuyện vậy đó, bố thí thì gì mười chuyện gọi ba mặt đó. Thành ra cái người mà nói ra lời đó, thứ nhất là thấy người ta nói mình nói lời chó quay, còn cái người ta biết ta không dám nói đâu, trừ phi cái năng lực nó đầy đủ ta không dám nói. Bởi vì nói ra là mai dương ta thử chứ. Để tới ta thử đó. Tại nó xin cái gì đó mình cho không được, bởi vì cho dân ngoài thân là phải cho được hết. Còn khi nào mà mình được thọ ký rồi thì lúc đó ngay cả mạng sống mình còn cho được mà. Thành ra cái đó mà mình đừng có làm, nhưng mà ai nói gì thì mình nên quan sát rồi người ta dám làm những cái chuyện mà trong một trong 10 cái ba la mật đó không, khi gặp trường hợp họ có làm hay không. Thì nếu họ làm thì mai ra có thể là họ đúng, còn nếu không phải thì nói cho qua chứ chưa chắc gì họ hiểu ba la mật của vị Bồ Tát này. Nam mô Bố Thầy. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bố Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sẵn Ca, dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Bạch ngài, con có một cái thắc mắc là cách đây cũng 6 năm khi con có đi tu giao duyên, và khi con được tiếp cận quý cô tu nữ đó, thì lúc mà quý cô đi làm Phật sự đó, thì ở nhà người thân đó, thì con thấy sau lúc 13 giờ đó, thì quý cô bắt đầu dùng vật thực. Và ở bên chùa, bên đây chùa Sri Lanka đó bạch ngài, thì con thấy quý sư là dùng bắt đầu từ 12 giờ thì dùng. Thì con không biết là trong giới luật có được dùng như vậy không bạch ngài. Con thắc mắc, con kính thỉnh ngài giảng dạy cho con được hiểu. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Tha giá. Nam mô Bố Tha giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì cái người mà tu hay là tu giao duyên vậy đó, khi mà thọ tam giới rồi đó là không được ăn quá ngọ. Chỉ ngọ ở đây là chỉ cho đứng bóng. Thành ra có thể là họ tính theo giờ.
họ tính thời giờ là như thế nào. Mình thấy thì họ tính rất là rõ. Ví dụ như là đứng bắt ống. Đừng bắt ống mở cái đường xích đạo nó là đúng 12 giờ. Thì cái giờ Bangkok nó là bao nhiêu? Họ làm cái lịch cho Chư Tăng vậy đó. Ví dụ như Tăng ở Bangkok đi, nó để là 12 giờ 7 phút. Nhưng mà lên để từ 12 giờ chưa tới 12 giờ, khoảng 11 giờ 49 hay là 50 phút vậy. Thì mình biết chắc chắn là nếu mình ở Chiang Mai là chỉ được ăn cho tới 11 giờ 49 phút thôi. Chứ không được ăn là đúng ngọ. Thành ra cái nếu mà cái những cái chùa mà ở ngoài quốc như ở Mỹ này kia đó, nhiều khi họ không có theo cái giờ địa phương mà tính sao của họ mình cũng không biết đâu. Nhưng mà tốt nhất ở nơi nào là theo giờ địa phương đó. Mà cái giờ địa phương là mình phải để ý. Mình cũng có thể có nhiều cái tiểu bang nó không có đúng giống như cái mà mặt trời, cái giờ của mặt trời. Thành ra mình phải theo cái giờ của cái đồng hồ của xứ đó chứ mình nói khác không được. Mình nói giờ bên Mỹ cái mùa này nó 12 giờ cái trưa đứng bóng này chứ đâu có. Phải 2 giờ nó mới được. Là trưa thí dụ giờ mình nói gì không có được. Nghĩa là phải theo giờ. Còn mình ở những cái xứ giống như là Việt Nam hay là Thái, miền Nam Thái nó gần được xích đạo thì có thể mình theo mặt trời được. Thường mấy ông sư ở bên đó mình ở trong rừng nào mình thường mình đâu có đeo đồng hồ đeo gì đâu anh thường là nhìn ngắm nhìn mặt trời. Buổi sáng này muốn đi trị bệnh thì phải ra ngoài xe tay thấy chỉ tay chưa rồi mới đi chứ đâu có đồng hồ đồng gì đâu đó. Thì cái đó là mình tùy theo cái điều kiện đó, chứ còn cái chỗ mà mình không có thể có những cái điều kiện thiên nhiên được thì mình phải theo đồng hồ thôi. Chứ mình nói là ăn trễ hơn cũng được, giờ cũng đồng ý là ở đây ví dụ như là ở Mỹ cái mùa này là nó đổi giờ tới chừng tháng tới nó thục lại thì mình nói là tôi ăn theo cái giờ mà lúc chưa đổi đâu có được, nói vậy là không có được. Mình phải theo luật của địa phương đó chứ mình nói vậy không có được. Nên là không được ăn quá ngọ, tức là không được ăn, nếu ở đường xích đạo thì không được ăn quá cái bóng của mình. Nhưng mà ở những cái xứ như vậy thì không được ăn quá 12 giờ theo luật đàng hoàng. Chứ còn mà nói cái này cái khác để ăn theo thì chúng tôi không có thấy là nên hoàn hỷ những cái chuyện đó được. Nằm mô bên thầy á. Dạ, sa thứ, dạ con thành kính tri ân ngài. Dạ bạch ngài, dạ con khi mà con cũng có nghe một cái bài giảng á, thì bấy lâu nay thì con nghĩ là nếu được tu gieo duyên á, thì khi nào mà được tu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì đó cũng là một cái điều tốt. Nhưng tình cờ con có nghe một cái bài là nói là nếu thà mình tu thì mình đi tu luôn, chứ còn nếu mà tu rồi ra rồi xong rồi vô lại thì giống như nó có một cái mốc như nó bị không có được liên tục á, thì những cái kiếp sau này đó thì nó sẽ làm cho mình bị cái mốc ngoặt như vậy á, là mình tu rồi xong gặp cái chuyện khó khăn gì thì mình dễ nản lòng và đi ra như vậy. Thì con kính xin bạch ngài giảng dạy cho con được hiểu cái điều này, giống như là có nên tu gieo duyên không bạch ngài. Và con kính dâng mít đến ngài Nam Mô Bụt Thà giá. Nam Mô Bụt Thà giá, kính bạch chư tờ hoàng giả, kính thưa chư quý vị, cái chuyện tu gieo duyên thì nên chứ con không có gì cũng nên. Nhưng mà mình đừng có theo những số cái truyền thống là tới ngày giờ đó ha, phải tu để xả xuôi rồi này kia thì không có nên. Mình nên nhớ chuyện đó. Nhưng mà mình nên
quyết định trong tâm mình á, mình tu một tháng thì mình phải học cho đầy đủ những gì mà cái người cho tu ta dạy. Tu phải lựa đàng hoàng chứ không phải là mình thấy cái chùa đó có cho tu vô duyên mình nhờ mình tu là không ai dạy mình, không có ông thầy ông sư nào dạy mình cái đó thì không nên. Dầu rằng mình tu ít nhưng mà nhất là mình học được những cái gì càng nên học. Ví dụ như mình tu một tháng đi thì ít nhất là mình phải học một vài chuyện rất quan trọng như hạn như giới bổn. Cái thứ hai là những cái liên quan tới những cái điều mà cần thiết của một cái người mà tu hành cần phải giữ theo cái điều kiện mà được ghi trong tâm tạng. Cái thứ ba nữa đó là những cái căn bản về pháp học, pháp hành. Để sau khi mình rời khỏi cái sự tu duyên duyên mình có thể áp dụng được. Chứ còn mình vô mình xin tu một tháng là mình cứ tối ngày cái tụng kinh lễ bái tam bảo sáng chiều tối rồi thì mình ra đâu xài gì được đâu. Mình học một số cái điều kiện để khi ra mình vẫn còn tiếp tục mình xài được những cái đó. Bởi vì trong thời gian mình tu một tháng ít nhất là cái chỗ đàng hoàng họ có ông thầy dạy pháp học, có ông thầy dạy thiền nữa. Thì trong thời gian đó mình học được số kinh nghiệm về thiền thì tới chừng mình xả y sáo vẫn có thể mình lại được. Bởi vì hồi xưa đó mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống giống như Thái Mông Điện này Kim Sùng nói rất gắt gao chuyện đó. Mà khi mà tu vậy đó thì người ta thường thường người ta sẽ được miễn trừ một số cái điều kiện ngoài đời, ví dụ như bên Thái, ví dụ như 20 tuổi rồi nó bắt đi quân dịch 4 năm thì vậy. Thì thường khoảng 19 tây là nó vô xin xin tu về duyên, mà ở tới quá cái tuổi địa lính cái là xài thành để vô tu chơi trong học vậy đó. Cái đó thì không có nên. Anh cũng muốn vô tu khoảng đó đến trốn dịch đi nữa không ai cấm hết đó. Nhưng mà trong thời gian đó anh phải học đàng hoàng, học để sau này còn xài được. Thì mình ở đây tu về duyên vậy nữa, mình tu để mình học, mình có cơ hội tu về duyên thì tu phải để học chứ không phải là tu để giết thời giờ. Thì cái chuyện đó không có gì đáng trách cả. Tu để giết thì giờ để chụp hình rồi mai mốt ra khoe cái đó thì đáng trách thiệt. Bởi vì cái người mà cạo đầu tu giàu tu giờ duyên là ở không lâu đi nữa, nhưng mà cũng được những cái người ta kính trọng, ta phục vụ mình đầy đủ để cho mình có cơ hội tu. Thì mình không có nên dễ vui được, nên nhớ chuyện đó phải học hỏi đàng hoàng. Ít nhất là mình không có mắc nợ người ta. Nhiều khi người ta đâu có, ta phải bỏ bao nhiêu thời giờ của người ta để người ta tới người ta nấu ngày nào tạo dân cho mình ở mấy cái chùa các xứ người thủy ta tới ta dân ta cho mình ăn mà mình không có chịu giữ tu hành đúng mức thì mình mắc nợ người ta. Chứ không phải dễ đâu ha. Thành ra tu về duyên không có chuyện gì mà xấu xa mà không nên đó. Vẫn nên như thường, nhưng với điều kiện là mình phải đạt đúng mức, chứ đừng có chờ chán mà muốn nghỉ xả hơi cái vô tu về duyên cái đó thì không nên. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thứ dạ con thành kính tri ân ngài. Dạ bạch ngài, giống như thường như Phật tử chúng con thì có duyên lành để được biết đến Phật pháp, thì nếu con có biết một số bạn thì khi mà mới đến thì lúc mình cũng phải học cái gì phải luôn ôm rất là nhiều những rất là nhiều thích học bài này bài kia, mặc dù là cứ đọc nhưng mà mình tâm mình không có suy ngẫm vào mà không có thực hành, và làm cho cái tâm nó không có được ổn định. Ngồi thì cứ cảm thấy bài này mình học chưa xong, bài kia xong mình phải ôm hết như vậy. Thì con không biết như vậy, mình làm như vậy thì mình có một cái suy nghĩ tà kiến, mình làm cho cái tâm tham mình nó sanh khởi và cái tâm nó bị rối loạn, nó không có được an tịnh. Như vậy thì cái quả nó có xấu không bạch ngài? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bố Thầy, giả kinh Bạch Chư Tôn, giả kinh thưa chư quý vị. Mình tu phải lựa chỗ để mình tu, rồi chỗ đó người ta có cái thầy quá biểu đàng hoàng cho mình tu chứ. Chứ còn cái chỗ mà không có cái chương trình cho tu gia duyên cái gì, tự nhiên có người vô tu người ta thấy thôi cũng được cho tu vậy nè, đâu ai không đâu dạ mình không ấy gì nữa. Thì trong cái thời gian đó là mình vừa tạo nghiệp mà vừa vay nợ của người ta để làm gì. Nghe muốn tu thì phải coi chùa đàng hoàng, chùa đó có người dạy dỗ cho những người tu gia duyên hay không. Chứ không phải là mình mà thấy cái có chùa nào vắng vắng làm cái nhà vô tu, không ai dạy hết, đã đưa cho quyển kinh đọc lễ bái tam bảo này kia rồi này kia, cái đó là không có nên. Đang phí thì vợ vô ích mà mình còn mắc nợ người ta nữa. Bởi vì thứ nào người ta thấy cái người mà có vô đó mà tu hành đàng hoàng, người ta rất là quý, bỏ của bỏ đồ ra để lo cho người đó, rồi có cơ hội để tạo cái cơ hội cho cái gì mà vô tu đó. Mà mình không làm cho đó đúng là thì phải nói là cái điều đó rất là đáng trách chứ không phải không. Phải học đàng hoàng chứ không phải ấy. Dù rằng tu như duyên không lâu nhưng phải học đó. Phải hành đàng hoàng chứ không phải vô đó để giống như ngày xưa sẵn có cơm ngủ ăn hòn ngủ kỹ, cái chuyện đó là không có nên. Thành ra mình không có sợ gì cả nếu mình đúng. Thế nhưng mà những cái nơi người ta làm đàng hoàng chứ không có sợ gì cả, bởi vì đó là cái thời gian mà mình có thể có sự giúp đỡ để mình tạo thêm pháp cho chính mình và mình học hỏi những cái điều mà mình cần biết. Nam mô Bố Thầy giác. Dạ, sa thứ gia con thành kính tri ân ngài, gia con kính mời đạo tràng, gia con kính gửi mít lại đạo tràng. Nam mô Bố Thầy giác. Sa thứ. Và trong khi chờ đợi những người kế tiếp, con xin hỏi sư là nếu mà một cái vị mà ở nước ngoài, khi mà họ muốn đi xuất gia luôn, họ qua Miến Điện hay là Thái Lan đó thưa sư, thì những cái tài sản, những gì họ có thì họ giao hết lại cho gia đình của họ, thì họ đi thì họ không có cần nắm tài sản gì hết. Nhưng mà con muốn hỏi sư là khi họ qua đó thì họ không nắm, họ giao hết, nhưng mà những cái tiền mà trong thời gian họ có tiền chính phủ hay những cái tiền á, là chính phủ chỉ cho cái người đó thôi. Mà nếu mà người đó bỏ đi, tất nhiên là người đó phải báo cho chính phủ. Thì khi báo chính phủ là họ không có muốn nhận tiền đó nữa, tại vì chính phủ không thể đưa cái tiền của cái người đó mà cho cái người khác. Thì cái người mà muốn đi tu luôn á thì hãy báo cho chính phủ sẽ cắt cái tiền đó. Thì người đó phải làm như vậy hay là người đó không báo cho chính phủ mà như vậy không đúng, hay là còn cái thắc mắc là như vậy, hay là cần, và cái người trong gia đình á, họ có thể là ca bi giá cho cái gì mà đi tu không sư? Tự nhiên con nghĩ đi tu là bỏ hết rồi, còn đâu có dướng bận gì tiền bạc gì nữa đó. Xin sư có thể giải thích đó cho con. Con cảm ơn sư. Nam mô Bố Thầy, gia kinh Bạch Chư Tôn, gia kinh thưa chư quý vị. Nếu mình muốn tu thiệt, tu đàng hoàng thì mình sẽ là bỏ hết cho rồi, mình đâu có giữ được cái gì đâu. Mình nhớ đó, mình đi qua mấy xứ mà tu cái xứ đàng hoàng đó. Ví dụ như Thái, Miến Điện này kia, ông Sùm đó, là họ, nếu mình đi ôm bệnh bác, mình đi hàng ngày, người ta lo cho mình hết á. Bệnh thì có bệnh viện tăng đồ này kia là nó lo hết cho ông sư, chứ mình không phải tốn cái gì đó. Đó. Ngay cái chuyện mà mỗi một năm mà bây giờ vi hạn, gia hạn cái visa đó, thì thường nó tính tiền, nhưng mình vô mình xin nó, mình nói mình không có giữ tiền, nó vẫn cho không như thường, chứ không có phải là ấy đâu. Thành ra nếu mình quyết định mình tu liền thì mình sẽ bỏ hết đó. Còn nếu mình quyết định mình tu năm hai năm gì đó thì mình đừng có khai mà mình nhờ cái người khác lãnh dùng, mình cũng được chứ gì đâu, giữ đó để khi mình về mình xài. Bởi vì mình đâu có tính đi tu luôn đâu mà mình bỏ mãi, tính tu luôn là bỏ, giữ không được. Giữ cái đó là không có hợp pháp với cái tư cách của một nhà sư. Một nhà sư.
mà thường thường đó đa số người ta cứ nghĩ qua đó cực khổ rồi cái thời đem tiền theo này kia em sống đó. Cái chuyện đó là chuyện không có nên, nó thật sự đó. Mình phải thử xem mình có đủ tư cách để mình tu hay không. Đi tu lúc đầu nó ít phước, bữa đói bữa no, chứ không phải lúc nào đi trừ bệnh có ăn đâu có gì, đừng có nghĩ là tu là sướng, không có sướng đâu. Nếu là tu là nó cực khổ ghê lắm. Mà mai mấy cái sứ mà theo Phật giáo theo truyền thống nó được cái đó là nó phục vụ cho ông sư từ A tới Z, thành ra mình mới sống còn được, chứ còn không là nó phải nói cho mới qua khí hậu cái đồ này kia, bệnh hoạn này kia nhiều lắm, chứ đâu phải dễ đâu. Mà mình qua đó rồi đó thì free hết á. Mình rảnh là mình đi bác sĩ chính phủ, còn nếu mà ấy mình đi bác sĩ gần gần đó, họ cũng không tính tiền bạc cho mình đó. Họ rất là, nghĩa là cái truyền thống của mấy cái nước đó rất là đặc biệt cái chỗ đó. Thành ra có nhiều ông sư họ đâu cần giữ tiền đâu, vẫn sống quay phải như thường, không có mất gì đó. Thành ra mình muốn đi tu thiệt mình đừng có sợ, không có sợ gì đó. Còn nãy mình không dám đi tu thiệt, mình tính mình tu chừng 3 năm 5 năm thì cái đó phải tính lại. chứ coi như tài sản mình bỏ rồi cái tới chừng trở lại cái chỉ nếu còn ngáp thôi, nếu còn ngáp thôi. Mà thường thường tin thưa quý vị đó, đa số người nào mà họ quyết định tu thiệt đó, là họ qua tới Thái Bình Điện là họ không có giữ tiền, nguyện không có giữ tiền, chứ không phải nó không ai bắt buộc mình đó. Nguyện không giữ tiền để cho cái đời sống mình nó trong sạch, chứ không có gì đó. muốn thấy thì thử thôi, rồi biết liền. Mô Bích Thầy vậy. Dạ, con kính chào sư. Với con có một câu thắc mắc nữa là sư, con nghe bên cái giữ đó thì không có giữ tiền, nhưng mà những vị cư sĩ đó thì cúng dường cho sư như là tiền bạc, thì vị sư đó không lấy, nhưng mà vị sư nói hãy đưa cho kabiya cho sư, mà giống như là không giữ trực tiếp mà giống như là có người khác giữ gián tiếp. Như vậy có đúng với lời Phật dạy ông sư? Tại vì nói là những vị giống như tụi con thường thường cúng những tiền bạc để cho tứ vật dụng cho sư, thì nói là cái sư nói sư không có giữ tiền, nhưng mà sư nói là đưa cho cái vị nào cư sĩ nào đó là kabiya, rồi người đó giữ tiền cho sư, rồi nếu mà sư cần những gì tứ vật dụng á thì sư sẽ nói cái kabiya đó mua là đưa cho sư. Con nghĩ như vậy có đúng với lời Phật dạy không thưa sư? Nếu vậy, nếu có người mà đi tu vậy đó, thì nói người trong gia đình nó cử ra một người khác làm kabiya, và khi vị sư này muốn gì đó thì vị sư nói con hãy đi mua đồ này cho sư rằng như vậy. Con cũng hơi cái thắc mắc điều đó, và xin sư giải thích cho con. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bố Thầy, giả kinh bạch chư tổ về giả kinh thưa sư gì. Đức Phật không cấm ông sư có tiền, là nhớ chuyện đó. Nhưng mà ông sư tự tay mình nó cầm hoặc là quan hỷ với cái tiền mình có là mới phạm giới, là nhớ chuyện đó. Nhưng mà không có cấm. Nhưng mà đa số mấy cái nước mà mấy ông sư mà vẫn còn giữ tiền đó là tại lý do đó, là những cái cặp đi giá đó, những cái người mà đi theo phục vụ ông sư đó, khi người ta dân cái nó ông sư ông nói cặp đi giá tôi là người đó thì họ bỏ vô đó. Rồi đôi khi tên này nó túng quá, nó xài điện nó đi xài rồi đòi đâu được. Rồi sau này kiện tụng dùm dùm đó, mấy ông cả cũng nói thôi của ai nó giữ đi chứ. Thành ở bên Thái nó có một cái điều đặc biệt là khi mà nó biết mình không có giữ tiền thì nó lại nó tỉnh cầu, nó nói nó làm cho mình cái thơ đàng hoàng, nghĩa là sư cần gì trong tứ vật dụng thì xin cho con được nghĩa là cúng dường cái phần đó trong cái trị giá là bao nhiêu đó, ghi trong thơ đàng hoàng.
số điện thoại của con đây, mẹ kêu ông chồng. Nó đưa cái giấy ra cho mình ấy. Thành ra khi nào mình cần cái gì đó, mà mình đụng vô cái vật đó mà không có phạm giới đó, thì mình mới đem đó ra tiệm. Mình đưa ra tiệm, mình coi cái nó gọi điện thoại cái cho cái người đó là người đó. Người ta nói ok, phải đấy dặn đi tôi trả tiền. Thành ra mình không có sợ vậy đó. Nhưng mà thường thường đó có một số cái ông sư đó, mà có lẽ là cái đời tu nó không chắc ăn hành, người ta không khoái cái vụ đó. Bởi vì có những cái mua đâu có được, tại phải mua không được gì đó. Ví dụ như mình muốn mua cái cell phone sao, thấy không? Ta nói trong tứ vật dụng làm gì có cell phone. Nó họ kiếm né để họ có thể mua những cái mà ấy được đó. Nó khổ vậy đó. Thành ra sau này nó mới tùm lum. Chứ còn thường thường là ông sư nào mà quyết định không giữ tiền là rất là khỏe. Chúng tôi chỉ là chúng hồi Thái, chúng tôi không có giữ. Mà khi chúng tôi lên tiếng, tôi nói giờ chúng tôi không còn được visa, chúng tôi về là 3-4 người là xin được cúng dường cái vé phi cơ đó. 3-4 người luôn, chứ không phải một người đó. Thấy không? Cho tới bây giờ này ở những cái nước mà đó là nghe nói ông sư mà không có giữ tiền, họ rất là quý, họ rất là kính. Thành ra ở mấy sư đó là không giữ tiền, không có đói bây giờ. Rất là khỏe. Thành ra mình gì chứ mình là tu, mình tu đúng rồi mình không sợ gì đó. Nhưng mà sống ở mấy cái sứ này là không giữ là không được, tại vì không ai làm thị giả cho mình. Rồi cái thứ hai nữa là mua này mua nọ đồ này kia chồng người ta, nó không thể giữ những cái giới đó cho nó trong sạch. Thành ra ông sư mà ở giống như ở Mỹ, ở Âu Châu là ở xứ không đáng ở, không nên ở. Còn nếu mà ở Thái hay ở Miếng Điện là ở cái xứ nên ở. Tại vì ở đó là mình có đầy đủ điều kiện, đâu biết mà ông sư là đầy đủ điều kiện đó, chứ không có cái gì đó. Còn ở bên này thì hỏi ra là phải chia thẻ, chia đồ ra, khó tu lắm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Kha ạ. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cho con xin một cái câu hỏi mà kế tiếp dựa trên cái nền tảng mà anh Chánh Tâm anh mới hỏi lúc nãy đó thưa sư. À, thì khi mà những cái người mà đi tu á, thì không có giữ tiền rồi và tài chánh đó, thì cái ảnh nói là đề cập đến những cái vấn đề mà phúc lợi trong cái thời gian mà cái người đó mà đi làm việc được hưởng. Thì ngoại trừ những cái nước quốc giáo như Thái Lan, Miến Điện á, thì như Mỹ, Canada đó, thì những cái chương trình phúc lợi y tế và tài chánh nó đều khác nhau. Thì có những cái nước như bên Úc thì được vấn đề phúc lợi y tế rất là tốt, nhưng mà nếu Mỹ thì hoặc là những cái nước khác thì cũng phải cần tới cái chuyện mà y tế rồi. Thì cái vấn đề đặt ra là những cái nước này á, cái người đi tu vẫn không có bỏ cái quyền công dân, là vẫn có thể vẫn bầu cử như bình thường như một người công dân thôi. Thì mình có thể mình giữ cái direct deposit, mình chuyển tiền thẳng vào cái quỹ tài khoản mà của mình, rồi mà sau đó mình không có tiêu xài hàng ngày, nhưng mà cũng có thể dùng cái món tiền phúc lợi đó trong cái thời gian mà mình làm trước khi xuất gia đó, mình có thể mình để làm phước hoặc là giúp cho những cái trú xứ nào mà mình ở đồ như vậy á, thì có được không thưa sư? Có phải không có trực tiếp đụng tới tiền nhưng mà mọi thứ đều xuyên qua hiện nay là direct deposit đó, là chuyển thẳng và như những cái đường như vậy thì có được không, mà có bị phạm luật gì không thưa sư? Dạ con xin sư giảng cho con về cái vấn đề này ạ. Dạ con xin trao mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa quý vị.
là nói rồi, nếu mình quyết định mình tu luôn thì mình nên xả hết cái đó. Còn mình qua đó mình lộng sư mà mình lấy tiền đi làm này làm nọ là coi chừng nó đã đứt ra khỏi xứ nó đấy, chứ không phải dễ. Nó không phải dễ bởi cái điều kiện của ông sư nó rất là khó khăn, chứ nó không phải dễ. Bởi cái tiền mà đúng những cái có những cái chùa nó đem từ lực ra mà nó xử đúng như vậy đó, là chỉ cần nó biết có tiền là nó kêu lên liền là mình phải xả hết số tiền đó. Còn nếu không xả đi ra khỏi chùa thì nó mình không có quyền. Nếu mình đi tu muốn tu thiệt là không có quyền, mình nhớ chuyện đó, mình đừng nghĩ. Còn nếu mà mình muốn tu tháng hai tháng hay một năm hai năm mình xả y giờ mình tu cũng được thì mình muốn làm gì cũng được. Nhưng mà cái chuyện đó mình cần tiền, có tiền để mình làm phước, nên nhớ mình tu đàng hoàng, cái phước nó còn lớn gấp mấy lần cái tiền mình đi làm phước ngoài đời nữa. Nhớ chuyện đó ha. Bởi vì cái chuyện mà mình tu mà liên quan đến tiền bạc, cái giới mình không trong sạch, mình hành thiền cũng không được, mình làm gì nó cũng được, bởi vì cái đó là những cái mà nó phá cái sự mà thanh tịnh của mình. Thành ra cái phước mà của cái người tu đàng hoàng, phước nó lớn hơn những cái đó mình có, đúng không? Đó là lý do tại sao là những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống là nó lo cho ông có từ A tới Z 100%. Bệnh này vô bệnh viện có thuốc cái gì này kim trùng phi hết chứ không có tính là vậy, nếu mình tu đàng hoàng. Chứ còn nếu mình nhóm mình tu không được thì mình muốn làm gì cũng được, bởi vì một hai năm rồi mình xả y rồi. Còn nếu mình muốn tu, mình nguyện tu suốt đời là mình nên trong sạch. Bởi vì cái sự trong sạch nó giúp cho mình tu hành được, bởi sự tu hành đàng hoàng chính chắn mình đó là một cái loại phước báo rất là lớn, không có cái phước nào ngoài đời mà bằng hết đó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sẵn Khai Giá, cần thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, cần thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm. Dạ, bạch Ngài, dạ, con xin phép hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, con kính tri ân cô Từ Mẫn. Dạ, bạch Ngài, trong cái giới thứ năm là... con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và trắc sai. Thì cái mà con thắc mắc á, trong cái sự dễ vui này á, là chỉ dễ vui khi mà uống rượu hay là dễ vui khi mà sinh giới rồi mà dễ vui này là để nói về cái sự thu thúc lục căn hay là như thế nào? Con kính xin Ngài giảng giải rộng hơn cái sự dễ vui trong cái giới thứ năm này bạch Ngài. Dạ, con kính dâng minh đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Kính bạch chư tổ hiền, dạ. Kính thưa chư quý vị. Quý vị nên hiểu câu đó vậy nè. Không nên dễ vui, bởi vì sự dễ vui đưa đến sự uống rượu và sự dễ vui đưa đến uống các chất sai. Nên nhớ chuyện đó. Dầu rằng mình không dễ vui, mình cũng có thể uống rượu, không uống có thể chất sai. Nhưng mà khi mình giữ cái giới, nó có cái ba chuyện. Là không dễ vui, bởi vì kia không dễ vui nó là cái nhân đưa đến sự uống rượu, không dễ vui đưa cái nhân. Thành ra mình phải giữ cả ba cái điều kiện chứ không phải một điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất nó có thể nó làm cho hai điều kiện sau phát sinh. Nhưng dầu rằng có thể có lúc nào đó không có cái điều kiện thứ nhất á, mình cũng ví dụ mình là cái người mà đã dính vào cái chất sai rồi đó thì mình không dễ vui, mình cũng bị dính. Nhưng mà cái người đó là người như mình, là người chưa có gì đó, mình vô mình xin là xin, nghĩa là nguyện là luôn luôn có niệm cũng đủ và cũng không dẫn tới sự thọ nhận các cái sai. Mình nhớ chuyện đó. Còn có gì có câu hỏi là không giới tiền nếu cần xin nam thì nữ cúng dường, nếu nam cần gì nữ mà cúng dường á thì cũng có tội, là tội gì? Tội làm cho ông sư
giới con sự bất tịnh. Thì bởi giờ bên đó lại chúng tôi nói có lẽ cái gì nào không nghe, người ta mới nghĩ ra cái chuyện á, là người ta dâng cái thơ giới tịnh tài đó mà bằng thơ, là muốn đi mua cái gì đó thì xách cái đó ra ngoài đó, trong đó có tên, đã có số điện thoại thì cái tiền nó liên lạc với gì đó đã. Nhưng mà có nhiều người không thích cái vụ đó, tại vì thích cái vụ đó là đi ra mua mấy cái mà nó tào lao không có được. Mình nhớ chuyện đó. Thành ra nếu quý vị biết thì nghĩa là đồng ý là cái chuyện đó đó nó không có phải là chuyện lớn. Mình dân cúng tiền ông sư cũng được, nhưng mà ông sư biết thì ông phạm cái giới thôi, phạm giới giữ thu nhận tiền bạc đó. Thì mình là cái nhân để cho ông sư phạm giới. Đồng ý là chuyện đó nó quay là chuyện lớn, nhưng mà ít nhất cũng làm cho ông sư cũng có vấn đề, còn không mua bịch thai vậy. Dạ, sa thứ. Dạ, con thành kính tri ân ngài. Dạ, con kính mời đạo tràng, con kính mời cô tu, con thành kính đảnh lễ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Con tự mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính chúc sức khỏe ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, ngài Quán Không, ngài Đại Đức Tuệ Đức, cùng quý cô tu nữ và quý bậc trưởng thượng, anh chị em đạo hữu trong đạo tràng một năm mới sức khỏe an lành. Dạ. Yeah. Bạch ngài, con có câu hỏi, mà cái câu hỏi của con chắc cũng có phần cũng hơi tế nhị chút, mà bạch ngài thông cảm tha thứ cho con, tại vì con dốt quá con cũng không biết, cho nên con tìm đến ngài, con hỏi ngài. Như ngài thường nói là như mười pháp mà ba la mật, mà hứa là thứ này thứ nọ nọ kia, hứa bố thí, nhưng mà gặp thứ thiệt họ vô họ sinh bất tử là phiền phức. Thì sẵn đây con lên con hỏi ngài, theo con thấy mà theo cái Patimokkha thì của tăng và ni, thì bây giờ nói như ngoài đời đi, thì con chỉ biết có chút xíu thôi, như các bậc tu nữ, mà con thấy như trong cái Facebook của bạch ngài, trong Facebook thì cái vị tu nữ đó có được là kêu gọi để xây cất chùa chiền gì không bạch ngài? Và cái vị tăng có được kêu gọi xây cất cũng như bảo, và cái vị tu nữ có được xây cất trong cái khuôn viên trong tam bảo không bạch ngài? Và thêm nữa là con muốn tìm hiểu là tại vì con thấy nếu mà cái vị tu nữ đó trong cái trang Facebook đó cũng như liên kết vấn đề mà mua bán online, kêu gọi mua bán hàng đồ đó bạch ngài, thì lúc trước con có comment, con có hỏi thăm thì này kia, thì các vị tu nữ đó nói thì cứ để làm cho Phật tử làm ăn, rồi Phật tử có chút đỉnh thì cũng cúng dường tam bảo chùa chiền mình, chứ cứ để cho họ làm ăn. Thì nếu như vậy thì con thấy không có đúng, có phải không bạch ngài? Và con kính trình lên bạch ngài, như vậy thì họ mượn cái chỗ cái giới thanh tịnh này họ thương mãi thôi, chứ ngoài đời thì nó vô tới cửa chùa thì bỏ hết cái chuyện ngoài đời rồi, đâu có cái vấn đề mà buôn bán online chứ, mà để cái trang của mình để người ta bót hàng lên rao hàng ở bạch ngài, thì con thấy cái đó không đúng với cái giới lực, mà không biết có phải không. Và con trình lên bạch ngài dạy cho chúng con thêm rõ nha. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Con kính tri ân quý ngài, quý sư và quý đạo tràng. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, trong giáo pháp Đức Phật thì có năm người không được làm.
nên bên nữ thì có ba, bên nam thì có hai. Là mọi người bên nữ là thứ nhất là Sikkhamana, tức là cái người tập tu đó. Cái thứ hai là nữ sĩ di, thứ ba là nữ tỳ kheo. Còn bên nam thì có hai hạng người, tức là sĩ di và tỳ kheo, thì không được làm bất cứ cái gì mà liên quan tới đời hết. Còn cái tu nữ này đó thì đúng ra là không, họ không có liệt vào hạng tu sĩ, không liệt hạng tu sĩ. Cái hạng tu nữ mà quý vị thấy hiện tại đó, mặc đồ trắng mà đầu đầu đó, có lẽ là nó xuất phát từ Thái nhiều hơn. Xuất phát từ Thái. Tại sao xuất phát từ Thái? Tại vì bên Thái hồi xưa là chế độ nhà vua, thời cái thời mà Phật giáo du nhờ vào Thái đó, thì mấy ông vua Thái là có nhiều người nữ ở hầu hạ xung quanh, rồi sau này lớn tuổi dốc cây mấy ông cho ra ngoài. Mà thường thường là khi mà đã trong mà không có welcome nữa, họ không ai dám đụng vô. Nên nhớ chuyện đó, đụng vô, thành họ mới nghĩ ra cái chuyện cho vô ở chùa, mặc đồ trắng vậy. Ở chùa, vậy cái tam giới tu hành không ai đụng vô, không ai dám đụng, chứ không ai đụng, không ai đụng. Đó. Nhưng mà vẫn có thể làm này làm nọ để kiếm cơm cũng được, không sao, bởi vì cái đó không ai là về tu chỉ có năm hạng thôi. Đó. Mà nên trong năm hạng đó, người tu trong năm hạng trong giáo pháp này được quyền mặc y, mà không được quyền làm gì cả. Còn thường thường tu nữ là không quyền mặc y, bởi vì tu nữ chưa tám giới quyền mặc y. Rồi nó từ cái Thái Lan nó mới truyền ra nước khác, giúp cho mấy cái người đời sau có thể nhiều khi không phải là hoàng thân hoàng cung gì đó, không phải người trong hoàng cung gì đó, họ thấy được ưu đãi đó, rồi cái họ xin. Bởi vì mấy nước khác thì chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm, như bên Thái chúng tôi biết mấy cô tu nữ nhiều khi dân nhà nghèo lắm, thì vô tu làm tu nữ được ưu đãi rồi này kia, đi học đi hành thành tài đàng hoàng, nhiều khi thành tài lắm á, bởi vì dân nghèo mà đâu có tiền đâu đi học đại học, vô đó thì tới chừng đi học vô đạo xin nó cho tu hết, vậy nó coi giống người tu. Thành ra thứ thiệt á thì không được làm, nhưng mà nếu là tu nữ thì có thể làm được, theo thì theo cái điều kiện của cái xã hội đó. Nếu xã hội đó không có bắt thì không sao, xã hội đó cấm thì mới cấm thôi. Nhưng mà thường thường họ đã không có nằm trong cái hàng tu sĩ thì không có xã hội nào cấm hết đó, họ vẫn làm được như thường. Nhưng mà đừng nói làm gì quá đáng, ví dụ làm để kiếm lời kiếm bạc mà dựa vào cái đầu độc, cái y trắng của mình, cái áo trắng của mình, cái đó không nên. Bởi vì cái đó là mình tạo nghiệp xấu, không ai cấm hết, nhưng mà đó là một loại nghiệp, không có tốt được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ ngài ạ. Dạ con xin có một câu hỏi, con mong ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ hôm vừa rồi thì con có đến một ngôi chùa, thì có một vị sư tu ở trong ngôi chùa đó, và xung quanh ở cái ngôi chùa thì có rất nhiều cái cốc để không, thì con cũng hỏi vị ý là dạ con thấy rất là hoan hỷ, thì vị nói rằng là những cái cốc này là xây để cho quý chư tăng mà ví dụ có đi qua chùa thì cũng có thể tá túc tại đó. Thì hôm đó thì con cũng rất là hoan hỷ, vị đó nói là ý như cũng ở đây cũng rất ít sư chư tăng đi qua đó, cho nên là cũng cốc thì cứ để không. Con nói rằng là dạ đôi khi con cũng muốn như kiểu là đi vào chùa một tuần hay là nửa tháng để mà con được tĩnh tâm, con chuyên tu tập á, như con học pháp nghe pháp này kia thì nó muốn yên tĩnh á. Đó thì vị đó rất là hoan hỷ. Dạ vâng, nhưng mà ở chùa đó thì có mỗi một vị sư thôi, chứ cũng không có sư cô, mà cũng có mỗi vị sư và
mấy người như kiểu là họ phục vụ chùa thôi. Đó, thì con cũng như nói như vậy thì vị ấy rất là hoan hỷ. Đó, vị nói là khi nào mà con cần tu tập thì con cứ qua chùa, con cứ thoải mái ở trong cái cốc đó con tu tập. Đó, thì con cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà có chị nói với con là như vậy là phạm luật, bởi vì là chùa có mỗi một vị sư mà mình là nữ mình không được phép ấy. Thế thì con cũng rất là suy nghĩ và con cũng không biết là nên như thế nào. Nhưng mà con thấy cũng có chùa là có một vị sư mà và một cô tu nữ tu tập thôi, và cũng có một số các vị giá rồi thì những người phục vụ chùa ở đó thì cũng có sao đâu. Nhưng mà con cũng không rõ về cái vấn đề này lắm, thì con kính bạch ngài, mong ngài chỉ dạy cho con được thêm sự hiểu biết xem là có, nếu mà mình vào đó mình mà tu tập như vậy thì có bị phạm luật gì không ạ? Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chê Tô Hè Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó chúng tôi nói nãy rồi là tu nữ thì không có hạn ở trong cái giới tu hành. Nhưng mà mình vô đó mà cái chỗ đó có một cô sư thì mình cũng nên lạng quạng đó tới gần người ta. Nhiều khi người ta nhìn nó không có đẹp. Thường thường đó thì ở Việt Nam thì chúng tôi không có rành. Nhưng ở mấy cái xứ như Thái Mấn Điện, chùa nhỏ cái mấy ở xa xôi đồng rừng nhiều, thì họ cũng có 4-5 môn sư hết đây làm. Tới cuối tháng rồi tụng tuyên ngôn làm tăng sự rồi, chứ không có chuyện mà giống như chùa Việt Nam. Ngay cả chùa Việt Nam ở Mỹ 1-2 ông là nhiều, sư khổ vậy đó. Mỗi lần ở đây khổ, mỗi lần ngày giới, ngày bổn thì phải đi qua chùa tại trong Mấn Điện đó mới có đủ chư tăng để trong mình dự. Chuyện mà chư tăng mở mình rất là nguy hiểm, tại vì nhiều khi quý vị coi trong cái chuyện thời có cái vị bức cái đi trên ghe bị sóng chồng chành, cái bức nắm cái cây đi ghi lại thì đứt cái cây đó. Thì cái đó là phạm giới trảm thảo. Thì nếu phạm giới trảm thảo không về chứ về chỗ ông ở không có ông sư nào để ông sao mối hết. Đêm đó ông bị trúng gió, ông đi ông tranh làm rồng nhưng mà giận rồi. Thành ra chuyện mà ông sư ở mình nghĩa là rất là hiếm. Theo mấy nước theo Phật giáo còn đâu hiếm lắm. Ví dụ như giờ mình muốn vô rừng mình tu thì mình phải quan sát trong vòng đó, ví dụ cái khoảng thời gian đi thì mình là bao nhiêu để mình không ấy đó, thì trong khoảng đó cũng phải có một cái chùa. Dầu rằng mình không ở trong chùa nào cũng rừng nhưng phải có đây làm gì để nó khuya có cần gì đó mình tới đó để mình sám hối hay mình làm gì đó. Chứ không có được ở cái chỗ lợi khơi một mình. Cái thứ hai nữa là ở mình nó gây nhập cái nguy hiểm. Ở mấy cái nước như Thái Mấn Điện lâu lâu đi cái gặp hoài chỉ thấy có cái bộ đồ với cái thẻ bài của ông thôi, cái thẻ chứng tu. Nhiều khi bị trúng gió nửa đêm chết đâu ai biết lại đâu, khổ vậy đó. Thành ra cái chuyện mà ở quá xa cả cư sĩ cũng không được, ở mình đồ này kia là Đức Phật không có ta không có tán dương cái điều đó. Thành ra đó gần vô là một với thầy ạ. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy giáo muốn xin địa chỉ chùa của ngài Quán Thông thì hỏi ngài chứ nói gì, gì chúng tôi đâu biết đâu, chúng tôi không biết gì về Việt Nam cả. Cả đệ tu chúng tôi là ở chung với mấy ngài Thái với ngài Mấn Điện rồi về đây ở chùa của Việt Nam, chứ mà
đi sinh hoạt điều gì cũng bên kia, tại vì họ có đầy đủ tăng chúng cho mình làm không hay. Chứ còn ngày Quán Không thì nghe đâu nói đâu à, ngày Quán Không có người hỏi tới ngày nè, lên tiếng đi ha. Nãy giờ vô ngồi im re lên tiếng cho Phật tử biết kìa. Chứ Quán Không có nghe chúng ta nói không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cái này xui quá rồi mới động tay ổng rồi, ổng dùng thần thông biến mất rồi quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ sa thứ trung con thành kính tri hàng ngày rất là nhiều. Dạ con kính mời cô Metta, cô Từ Mẫn, Pháp Xích Pháp Nguồn Đào Cai, Giang Nhiệt Hà. Dạ kính mời quý đạo hữu ở lên cầm mic để đặt câu hỏi đến ngài ạ. Dạ con kính mời tu học Phật Pháp. Con kính mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Dạ con kính mời đạo tràng, tại vì một tuần mới có một ngày đến để giảng giải những câu hỏi trong quá trình tu tập mình còn bị vướng mắc chưa có thông, thì con kính mời đạo tràng. Con không thấy ai lên để đạo tràng trống vắng thì không có nên. Dạ kính mời Vinh Giang Nhật Hà lên cầm mic hả. Dạ con kính mời cô Metta, thưa cô. Dạ con kính mời bàn tay cô nha. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ không biết âm thanh của Metta quý vị có nghe được không, vì màn hình cũng biết bị một cái nít nào đó che án còn có chút xíu à. Dạ mà không biết âm thanh này có nghe được không. Dạ cảm ơn cô Nguyên Tịnh, cô Pháp Nguồn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Thượng Tọa Quán Không. Và cùng quý bà quý cô tu nữ. Dạ bạch ngài, con có một cái câu hỏi tiếp theo cái phần câu hỏi của dì hỏi trước nè. Dạ như hồi nãy con nghe ngài nói á, là quý cô tu nữ thì chưa có được là ở cái hàng tu sĩ, thì như vậy đối với các cô tu nữ thì chúng con là cư sĩ này, chúng con gọi như thế nào cho đúng? Con có đảnh lễ mấy cô tu nữ được không? Rồi con có xưng con với mấy cô tu nữ được không? Và nếu con đảnh lễ hay là con xưng con như vậy đó, thì có đúng hay không? Hay là có sai chỗ nào thì xin ngài giảng dạy cho con ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài.
Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó mình có lễ hay mình làm gì nó không có gì sai, bởi vì dù muốn hay không người ta cũng giữ tám giới, người ta giới người ta cũng không còn nhiều hơn mình gì đâu, phải không? Nhưng mà nó thật sự ra đó thì tại vì giống chúng tôi kể sơ và cái sự xuất hiện của cái giới đó đó, thật sự ra trong giáo pháp Đức Phật không có. Không có. Hồi xưa giờ thời Đức Phật nghe nó tu vô duyên cũng vô, tu là tu thành tỳ kheo ni hoặc là tu thành tỳ kheo thôi. Tại trong giáo pháp Đức Phật thì chỉ có năm hạng giống như chúng tôi kể lại đó. Chỉ còn cái giới tu nữ thì không có thấy, chỉ thấy xuất hiện thời gian sau. Mà có thể là bắt đầu từ Thái trước. Đó. Chứ còn rồi sau này nó lan ra những nước theo Phật giáo, họ đều có cái đó là một cái cách giống như là để giúp đỡ những cái người nữ. Bởi vì sau này đó, thật sự ra đó, ở Thái hay ở Điện hay ở Nguyên hay ở ấy này kia đó, khoảng mấy trăm năm sau của giáo pháp đó, thì cái Tỳ kheo ni không còn, tại họ giữ giới không được thì nó mất lần, thành ra người nữ không có cái cơ hội nào để có cái chân đứng trong giáo pháp Đức Phật. Thành ra có một số quốc gia nó mới nghĩ ra cái chuyện tu nữ là vậy. Chứ nó không có gì ấy đó, thì người ta giờ muốn hay không họ cũng giữ giới. Thì mình có muốn lễ hay muốn xưng cái gì hay muốn gì cũng không có nhầm, cũng đâu có phạm, có biết gì đâu. Cái gì nên nhớ là khoảng Tỳ kheo ni trong giáo pháp này xuất hiện vào khoảng 500 năm thôi. Rồi biến mất luôn. Đó. Mà theo hệ nguyên thủy á, thì sẽ dĩ mà không có gây dựng Tỳ kheo ni lại được đó. Là Tỳ kheo ni đó là muốn tu mà phải tu với Tỳ kheo ni. Tu xong rồi mới dẫn qua giới thiệu bên Tỳ kheo tụng tuyên ngôn lần nữa. Thành ra bây giờ Tỳ kheo ni không còn thì không có ai có quyền cho người nữ đi tu hết, là vậy. Nó không thể có được. Còn bên hệ Bát Tông thì chúng tôi biết tại sao có, thì cái đó chúng tôi không bàn, chúng tôi không có rành cái hệ với đó. Đó là lý do tại sao là thủy không có Tỳ kheo ni, nhưng mà ta thì giúp cho một số người nữ cũng có thể tu hành được, thành ra mới có cái chuyện mà tu nữ là vậy, chứ không có được liệt vào trong cái một trong năm cái hạng của người tu trong giáo pháp được, chúng tôi kể nãy đó. Thì cả Mana rồi Sa Di Ni rồi Tỳ kheo ni, bên Nam thì có Tỳ kheo với Sa Di, nó có năm hạng đó mới được gọi là người tu thôi. Tu nữ không có nằm trong năm hạng đó, nên mới không có là vậy. Còn mình muốn kính lễ của quý vị cũng được, tại giờ muốn gì không họ cũng giữ giới, họ cũng nên là nói trắng là họ cũng trong sạch hơn cái đời sống mình ngày vậy. Thì mình thấy cái có gì đâu. Giống như mình thấy người lớn tuổi mình có thể tới làm lễ làm này bày tỏ sự kính trọng đối với họ vậy, phải không? Nam mô Phật Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia, con kính tri ân ngài. Dạ, bởi vì con có cái câu hỏi đó là vì con có nghe là nói nếu mà chúng con mà đảnh lễ không có đúng người thì có thể bị đứt giới tam quy, do đó con mới có cái câu hỏi đó. Dạ, bây giờ ngài nói thì con đã hiểu rồi. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con xin kính mời vị khác. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, ngài Quảng Không và Đại Đức Tuệ Đức và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ thưa ngài, con xin phép được hỏi một câu là như chư tăng mà sống độc cư ở trong rừng á, thì nhiều khi công việc trong rừng một mình thì mình phải đa đoan hết á. Rồi vì ở trong rừng thì cái luật ở bên Úc của con á, thì phải có vào mùa giống như là mùa hè đó thì dễ bị cháy rừng lắm. Thì cái chung quanh của vị tăng này ở đó thì
có cơ hội mà để mà mấy cây cối rừng rậm rạp quá thì chính phủ mới mới kêu là phải đốn bớt cây rừng đi đó. Thì một vị rồi vậy vị sư mới gọi Phật tử lên cùng nhau phụ để mà đốn cây rừng xuống để mà giải tỏa bớt đó. Thì con xin phép được hỏi là một vị sư có quyền chặt cái cây, tự mình chặt cây xuống hay không? Nhưng mà tụi con á, là tụi con chặt xong rồi thì ngài mới đến ngài cưa nhỏ nhỏ ra, như vậy có được hay không thưa ngài? Dạ. Mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Ngài Giả. Kính thưa cho quý vị, hiện sư Đức Phật có giới đó là tại vì ông chưa ông đốn cây để ông làm cái cốc của ông. Phật tử mét này đó, Đức Phật mới cho Chư Tăng không được quyền làm chuyện đó. Chư Tăng mà muốn sống trong rừng đó là phải lựa cái nơi mà có cái mức độ an toàn, chứ không phải thấy rừng nào là vô rồi mình có người ta họ lo cho mình để có giấy tờ để ông bảo đó. Không có, cái đó là không đúng nguyên tắc. Ông sư đó là phải lựa cái nơi giống như chúng tôi nói là không phải ở trong rừng sâu được, mà ở ngoài rừng, thứ nhất là gần những cái nơi mà có thể đi tìm bình kiếm cơm được, hoặc là có những cái chuyện nguy hiểm nữa, đêm như bệnh hoạn này kia, có thể là tự túc chạy ra cái nơi mà để mình chữa bệnh được, chứ không phải là mình muốn vô rừng ở mình cho vô, không có được. Nó không phải là chuyện ấy, trong luật có ghi đàng hoàng, chứ đâu phải muốn làm sao làm. Không phải ông sư muốn làm sao làm là vô đó. Mà thứ nhất là ông sư là đốn cây không được, cái đó giới trạm thảo là không được, nhưng mà không cho phép đó. Chứ không phải là muốn làm đi làm đâu. Cái đó là phải cẩn thận là mới được, chứ còn không là mình có thể là mình phạm cái giới của phạm hàng ngày đó, phạm cái giới của Đức Phật chế định ra đó, là không có tốt đâu. Nằm ngủ với thầy á. Dạ sa thưa, con kính tri ân thầy. Dạ thưa, con xin phép được đọc câu hỏi của Phật tử cổ Thiên Lạc. Thưa ngài, một vị tỳ khưu Nam Tông sống một mình, cởi y mặc bộ đồ cũ của các thầy Bắc Tông, rồi lái xe gắn máy đi chợ mua đồ ăn nấu ăn, vậy vị sư đó có phạm giới gì không thưa ngài? Dạ con kính thỉnh ngài giải thích cho Phật tử cổ Thiên Lạc ạ. Nam mô Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Ngài Giả. Kính thưa cho quý vị, ông sư là rời cái tạm y đâu có được, đã vậy còn mặc đồ của đầu đời nữa, đồ mới nói theo tông giống đầu đời á, không được. Nghĩa là lái xe gắn máy thì cái đó trong luật không có cấm, nhưng mà đi mua đồ để nấu ăn được, đi trị bệnh thì được, chứ còn mua đồ nấu ăn ông sư nó chơi với nó thiệt không có được. Ông sư không quyền làm những cái chuyện đó. Khi nào gặp cái gì đó hỏi rồi ngài có học xong cái bộ luật của Chư Tăng chưa mà ngài làm gì kỳ vậy, cho ngài biết. Ông sư nhiều chuyện lắm quý vị, giới luật cấm nhiều chuyện lắm chứ nó không phải giới luật của ông sư là mấy trăm giới chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Không muốn tu đàng hoàng là không có ấy được. Ông sư là chỉ có tạm y thôi. Bây giờ là sau này Đức Phật cho thêm một vài bộ để nương nhờ, tức là một bộ chánh với một hay hai bộ phụ mà thôi, chứ không được nhiều đó. Thì mình đi đâu hãy bộ chánh mà nó dơ thì mình lấy cái bộ phụ ra mình mặc đỡ vậy thôi, chứ đâu có cái chuyện mà lấy đồ đời đồ mặc vô. Cái chuyện đó chúng tôi biết có phải là vậy là tu hay không, hay là cái hệ khác không chừng, có thể là không phải là hệ nguyên thủy không chừng. Mà nhớ quý vị nhớ Việt Nam á, thì Bắc truyền thì mặc không giống Nam truyền rồi, nhưng mà có cái hệ nó gọi là hệ cất sĩ đó, thì nó mặc giống Nam truyền nhưng mà cái cách sinh hoạt nó khác. Tụng kinh thì cũng tụng theo Bắc truyền chứ không tụng theo Nam truyền. Thành ra quý vị phải coi kỹ là cái gì đó phải thì phải ông sư mình thấy cái không, chứ còn mà thấy mà kêu mà nói cũng không có nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con chứng chào đạo tràng. Dạ, bạch ngài. Con có một cái thắc mắc là ví dụ như một con không biết là ở cái cũng như là ở thời của Đức Kim mà cái vị sư mà, bị phạm giới trọng rồi bị rời khỏi tăng đoàn đó thưa sư, những cái vị sư như vậy đó có được đi thuyết pháp nữa hay không người sư? Dạ, dạ con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Và con có một cái câu hỏi nữa là nếu mà mình đã biết như vậy nhưng mà mình có nên đi học với những cái vị sư như vậy hay không thưa sư? Dạ con xin sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nhà sư mà phạm giới nặng này nó có bốn cái nặng nữa, tức là bị đục sức á, thì kể như thành người đời rồi chứ không còn nhà sư đó. Còn nếu mà mấy cái giới nhẹ nhàng là phải đi hành phạt cho tới khi nào được tuyên bố khỏi thì vẫn còn giữ được y. Nhưng mà thì theo chư tăng nói như thế nào, có cho phép làm những gì không, người ta chuyện đó là chuyện của chư tăng. Nhưng còn bây giờ là mình biết đi, mình đi chùa thì nó phải có cái luật lệ đàng hoàng trong cái chùa đó, gì nào được thuyết pháp giảng đạo thì nó có hết, phải vô chịu phải cho nó chắc ăn. Thế còn nhiều khi không phải là cái gì đó mình không biết là ai rồi lên tới dạy đạo thuyết pháp này kia em dùng đó, mình cũng biết đường đâu nào mò thì mình vô đó không chừng nghe xong rồi cái mình thành người có tà kiến không hết nữa. Ở Việt Nam thì chúng tôi đã nói rằng tôi không có sống gì Việt Nam, tôi có rành. Nhưng mấy cái xứ mà theo Phật giáo đó thì cái người muốn được đăng đàn thuyết pháp rồi đều phải có bằng thế giới hoa giảng rồi, bằng đàng hoàng chứ. Còn nếu mà không thì là nguy hiểm cho nên không phải là chuyện giỡn nhau như mình nghĩ. Quý vị để mấy ông sư mà cô Thái hay cô Miếng Điện đi đọc sách cái quạt đó, cái quạt đó là cái bằng của họ đó. Nhưng mà cái bằng đó nó có cái lợi là mấy nước ở mấy nước theo Phật giáo truyền thống đó, là thí dụ mình tới chùa mình muốn hỏi nhưng mình không có biết cái gì nào giỏi, cái gì giỏi cái gì đó, thành ra mình vô mình có thể mình hỏi, nói là tôi muốn gặp cái vị giỏi về trường bộ kinh chẳng hạn, thì cái vị đó đó họ có cái quạt đó, tách cái quạt ra ngồi để cái quạt bên cạnh để cho mình thấy, để mình hỏi gì liên quan với trường bộ kinh, chứ đâu phải là ông sư nào cũng có nhiều khả năng để biết cái gì nhiều cái có nhiều thì không có biết, không phải không biết nhưng mà không có giảng rõ ràng giống như người ta học qua. Thành ra cái quạt là chân cái đó có gì để mấy cái vị mà tham tạng pháp sư ở bên Mỹ, ở bên Miến Điện qua thành Việt Nam vậy đó, không có cái quạt đó. Cái quạt là có ba cái giống như là ba cái đôm á, ba cái dấu để cho biết là tham tạng, còn ông nào gì tạng khác ông nào ấy rồi thì nó đều có hết á, để cho mình biết đó. Thì những cái gì đó đăng đàn tiếp pháp là cái đó cái giống như là cái bằng để gì đó đăng đàn tiếp được. Còn cái gì nào mà học chưa tới thì thường ở mấy xứ đó nó không có chờ đăng đạo thuyết pháp, bởi vì mình lên nói nó không có chính xác những cái điều được Phật dạy đó, rất nguy hiểm. Thành ra đó là những cái chuyện mà chúng ta nên hiểu cái đó, chứ không phải là muốn gì cũng được, không phải dễ đâu. Vì Việt Nam thì chúng tôi không có rõ, còn mấy nước bên kia thì phải học tên rồi tới chốn đàng hoàng, chứ không phải dễ. Mà học tới nơi để trốn rồi khi mình đăng đàn nào này kia đó, thường nó có cái quạt để kế quạt. Nhưng mà chúng tôi chưa, thì
có cái quạt nhưng mà chúng ta không có để làm gì để rồi mình gắn với sao các bà cái quạt mấy cái bài kinh mình không thuộc thì mỗi lần ta kêu tụng kinh cái mình lấy cái quạt mình để lên mình nhìn thôi mình đọc cho nó khỏe cái yếu điểm mình để mình xài thì nó có nhiều cái tùy theo cái phong tục của mỗi nước nó khác nhau thì ông sư phải đi học học okay. Lên được cái bằng giảng sư thôi chạy ghi đốc giải rồi cái họ mới tỉnh mời mình đi dạy được đó. Cũng có được cái lề lối đó nó cũng tốt chứ nó không có gì xấu nhưng mà còn ở Việt Nam thì họ có lại có lề lối khác như thế nào thì chúng tôi không biết nhưng mà đại khái thì mấy cái nước như Thái Lan Miến Điện ông sư đi đâu cũng có cái quạt theo hết là vậy đó. Nam mô Bố Thầy giả kính bạch chư tổ hiền giả kính thưa chư cư sĩ nam hiền ấy trong đạo tràng tất cả phước báo nào phát sanh trong pháp tội trong ngày hôm nay xin hay là mỗi duyên lành này tất cả chư tôn giả cùng các sĩ nam hiền ấy trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt được các pháp ngủ ngầm này tâm. Nam mô Bố Thầy giả nam mô Thẩm Bài giả nam mô Sanh Khai giả nam mô Ra Tần Hạt Tự Giá Giả. Rồi vậy em xin nào lên tụng xong rồi nhờ đây là còn ngày cả với sư đại đức ở nhà vị nào tụng kinh nghiệm ha. Nam mô Bố Thầy giả. Nam mô Bố Thầy giả, nam mô Tham Ma giả, nam mô Sanh Kha giả. Dạ con kính tri ân ngài Liễu Tông đã trả lời những câu hỏi, những điều thắc mắc của chúng con ở trong đạo tràng. Dạ bây giờ trước khi thính pháp xong rồi, bây giờ con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo và con kính cung thỉnh quý sư chúc phúc. Màn hình của con bây giờ không có, con còn có chút xíu để con coi có vị nào còn ở trong đạo tràng. Dạ bây giờ thấy có Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức sau khi con đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng thì xin sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sư có mặt trước máy hay không? Xin cho con biết tính quả. Dạ, quý vị thấy sư có cho biết tín hiệu là sư có mặt trước máy hay không vậy quý vị? Dạ, không ạ.